Trong một phòng khách sạn thỉnh thoảng vang lên những tiếng đập cửa, chủ khách sạn nhận được khiếu nại của khách thuê nên vội vàng đến ngăn. Nhưng gọi cửa một lúc vẫn không có phản hồi, đúng lúc anh ta định mở cửa đi vào. Sau đó cảnh sát nhận được trình báo và đến khách sạn điều tra, hóa ra chủ khách sạn đã bị sát hại dã man. Vì hôm nay là cuối tuần nên Jiwin đang chơi bóng chày còn không kịp thay quần áo đã vội chạy tới. Trên cổ nạn nhân có vết thương chí mạng, toàn thân được bao phủ bởi một tấm chăn. Khách hàng trình báo vụ việc cho biết khi anh ta tìm thấy thì thi thể đã như vậy, không biết là ai đắp cái chăn lên. Lúc này Jung Ji-win đang kiểm tra camera giám sát ở tầng dưới. Sau khi ông chủ vào phòng thì không có ai bước ra nữa, vì vậy anh suy đoán có thể hung thủ vẫn còn ở trong phòng, anh tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng cũng thấy một người đàn ông với vết máu khắp người đang run rẩy nằm dưới gầm giường. Nói theo logic thì người này là kẻ giết người, nhưng anh ta chỉ thừa nhận đã đắp chăn lên thi thể mà không nhớ vừa rồi mình có giết người, giống như trải qua một giấc mơ kỳ lạ. Ji-win tìm kiếm khắp nơi nhưng không tìm thấy hung khí giết người. Kẻ sát nhân nói lúc đó anh ta cảm thấy rất khát nước. Ji-win chợt nghĩ đến điều gì đó, anh mở miệng anh ta ra và thấy bên trong đầy máu. Hóa ra chủ khách sạn đã bị anh ta cắn chết. Ji-win bị dọa sợ phải lùi lại vài bước nhưng tên sát nhân trông rất bình tĩnh. Anh ta nói mình uống một viên thuốc và bắt đầu cảm thấy trong người có gì đó không ổn. Người đưa thuốc cho anh ta là một cảnh sát đặc nhiệm thực tập. Ji-win đưa kẻ sát nhân đi rồi gọi điện thoại hỏi về người giao thuốc. Đối phương là giáo viên hướng dẫn cho các cảnh sát đặc nhiệm tên là Se-bom. Cô là giáo viên của tất cả các học viên cảnh sát đặc nhiệm, cũng là bạn học cũ khi có mối quan hệ rất tốt với Ji-win. Khi đó Ji-win là một cầu thủ bóng chày xuất sắc, vì vô tình bị thương nên phải nói lời tạm biệt với sự nghiệp bóng chày. Anh rất thất vọng, vốn chỉ định tận hưởng không khí trong lành trên sân thượng của trường nhưng những người khác lại hiểu nhầm. Họ tưởng anh nghĩ không thông suốt còn báo cả cảnh sát. Thế là các học sinh bị giáo viên ép ở lại trong lớp, không cho trốn học vì sợ họ đi xem sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của Ji-win. Se-bom không muốn chờ nữa nên lấy cớ đi vệ sinh rồi chạy thẳng lên sân thượng đi tới sau lưng Ji-win. Cô khuyên anh thất bại này chẳng là gì cả vì cô đã từng nằm viện 2 năm vì tai nạn ô tô nhưng giờ vẫn sống tốt. Ji-win vốn đang hơi chán nản, nghe lời cô khuyên trong lòng thực sự cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Anh chuẩn bị đi xuống thì Se-bom bất ngờ đẩy anh xuống. Đây là hình phạt cho việc khiến mọi người không trốn học được. Vì bên dưới có đệm hơi nên Ji-win không những không bị tổn thương mà còn rung động với Se-bom. Chúng mình quen nhau đi. Nhưng họ vẫn không thể ở bên nhau. Nhiều năm sau, Se-bom đã trở thành cảnh sát hình sự ở địa phương. Mặc dù thông minh nhanh nhẹn nhưng cô không thể thay đổi thói quen tò mò của mình. Vì vậy cho đến bây giờ cô chỉ có thể làm việc đào tạo cảnh sát đặc nhiệm, hiếm khi có cơ hội ra hiện trường lập công. Se-bom thường phàn nàn về điều này, đặc biệt là sau khi nhận được thông báo về việc trong cục đã xây dựng một số nhà phúc lợi để chia cho cảnh sát đặc nhiệm tại ngũ. Nhưng do nguồn cung nhà ở có hạn nên chỉ có thể dành cho một số đối tượng ưu tiên như vợ chồng mới cưới hoặc người có thành tích xuất sắc. Lần này cô nhận được tin của Ji-win nói học trò của mình là Jong Tae bị tình nghi giết người. Se-bom rất vui mừng, đây chẳng phải là cơ hội tốt để lập công sao. Thế là cô không ăn nữa mà đi tìm Jong Tae. Nhưng khi mới đến phòng tập thì một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra. Người này đang nằm trên mặt đất vặn vẹo giống như đang ăn thứ gì đó. Nhìn kỹ hơn thì đúng là có một người sống đang nằm bên dưới anh ta. May là đối phương chỉ bị thương chứ không chết. Nhưng kỳ lạ là anh ta có vẻ rất cáu kỉnh, nhãn cầu trắng đục, đồng tử giãn ra, cắn bất kỳ ai trong tầm mắt mình. Dù bị bắn ngã xuống đất, anh ta cũng có thể đứng dậy ngay lập tức và tiếp tục đuổi theo Se-bom. Se-bom dựa vào sự nhanh nhẹn để liên tục đối đầu với anh ta, để đồng nghiệp đưa người bị thương đi trước. Sau đó cô lại bắn một phát súng nhưng đối phương như không biết đau, anh ta vẫn rất khỏe. Se-bom không còn cách nào khác đành phải chạy ra khỏi lớp học và khóa cửa lại thật chặt. Đối phương vẫn không chịu bỏ cuộc, anh ta đập đầu bình bịch vào cửa. Se-bom đã nhận ra anh ta chính là học viên Jong Tae. Một lúc sau trong phòng vang lên tiếng kêu cứu đau đớn, cuối cùng Jong Tae đã lấy lại được tỉnh táo, mọi người chạy đến chữa trị cho anh ta. Se-bom sợ hãi đi vào nhà vệ sinh gọi điện mắng Ji-win. Cô vô tình nhìn thấy một vết xước trên tay, nghĩ chắc hẳn do cuộc đối đầu vừa rồi để lại, trong lòng cô chợt trầm xuống. Lúc này có một người đàn ông đeo kính xuất hiện cùng vài người lính mặc bộ đồ bảo hộ chống hóa chất ra lệnh bắt Se-bom đi điều tra, thậm chí tịch thu cả điện thoại của cô. Ji-win ở đầu bên kia điện thoại không hiểu gì, may là người đàn ông đeo kính đã trả lời điện thoại và tự giới thiệu mình. Ngoài ra anh ấy là trung tá Tae-seok ở bên chuyên ứng phó khủng hoảng. Gần đây đã xuất hiện nhiều trường hợp con người phát điên, bệnh này dễ lây nên cần đưa Se-bom đi cách ly. Sau khi biết Ji-win cũng bắt được một người bị nhiễm bệnh, trung tá Han lập tức đi tới xem xét tình huống. Trong phòng họp anh nói cho Ji-win biết căn bệnh kỳ lạ này do một loại vi khuẩn ảnh hưởng đến não, lây truyền qua vết xước hoặc vết cắn. Ji-win chợt nghĩ tới người nhiễm bệnh đã phát bệnh sau khi uống một loại thuốc. Tae-seok lại không thấy quan trọng, anh bảo Ji-win tìm được thuốc trước rồi nói tiếp. Bây giờ vụ án này có liên quan đến bạn tốt Se-bom nên Ji-win không dám lơ là. Anh lại chạy đến hiện trường vụ án đi xung quanh tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy một viên thuốc đáng ngờ. Khi anh chuẩn bị đưa về đồn công an kiểm tra thì đồng nghiệp gọi tới nói đã có báo cáo xét nghiệm của nghi phạm, không phát hiện triệu chứng nhiễm bệnh. Ji-win cảm thấy không chắc chắn nên quyết định đưa thuốc cho bạn xem trước. Đối phương thành thạo về sinh lý thể thao và máy tính, có một số nghiên cứu về dược phẩm. Sau khi xem xét, anh kết luận rằng loại thuốc này không có vấn đề gì. Phía trên có in số hiệu nhà máy chứng tỏ nó được sản xuất thông qua các kênh chính thức.
Jiwin không muốn từ bỏ việc điều tra nên lại nhờ bạn tìm hiểu xem đây là loại thuốc gì. Lúc này Sebom được đưa đến một ngôi trường bỏ hoang. Bây giờ nơi này được quân đội cải tạo thành cơ sở nghiên cứu tạm thời. Vừa bước vào, cô đã phải làm đủ loại xét nghiệm lấy mẫu, sau đó bị cách ly ở phòng riêng. Ở đây coi như được ăn ở miễn phí, có thể gọi điện thoại nhưng không được đi ra ngoài. Sebom nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn. Trên tường có nhiều dấu vết sửa chữa và những vết thủng đầy máu, thỉnh thoảng lại có những tiếng đập mạnh vang lên từ phòng bên cạnh. Ngoài ra toàn bộ tòa nhà cô đang ở là các phòng cách ly dành cho người nhiễm bệnh. Sáng sớm hôm sau có kết quả xét nghiệm của Sebom, may là cô không có dấu hiệu nhiễm bệnh. Sebom vốn muốn tận dụng thời gian cách ly để nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe, nhưng cô nhanh chóng được gọi tỉnh và thông báo cần tiếp tục lấy máu xét nghiệm. Khi đi qua hành lang, một căn phòng có cửa mở đã thu hút sự chú ý của cô. Cô nhanh chóng lao vào đóng cửa lại. Ngoài ra người bị giam giữ ở đây là học viên trong T. Sebom nhìn kỹ người đàn ông đang ngồi trên xe lăn, mặt anh ta bị che kín lại như để đề phòng anh ta cắn ai đó. Cô muốn hỏi thuốc khiến anh ta thành trông như thế này đến từ đâu, nhưng anh ta không trả lời, chỉ nói khát nước rồi nhắm mắt lại. Sebom vẫn muốn tới gần để xác nhận, nhưng may là cảnh vệ đã đến kịp lúc. Một người trói anh ta lại thật chặt và một người khác liên tục giật điện. Phải mất một lúc lâu, người nhiễm bệnh mới dần chìm vào giấc ngủ. Sebom nhận ra camera giám sát ở góc phòng, cô chợt có một dự đoán trong đầu nên lập tức đi tìm Trung tá Han. Cô đoán anh đã cố tình sắp xếp việc này. Trung tá Han cũng không phủ nhận anh ấy muốn sử dụng cách này để quan sát tình trạng của những người nhiễm bệnh đã mất trí. Bây giờ đã xác nhận xong rồi, người nhiễm bệnh sẽ cảm thấy khát nước dữ dội trước khi phát bệnh. Sebom không trách anh mà còn bổ sung thêm là nhịp tim của người nhiễm bệnh cũng chậm hơn rất nhiều. Không chỉ khả năng nhận biết cơn đau giảm đi mà vết thương cũng hồi phục nhanh hơn. Trung tá Han gật đầu, nếu có thể nghiên cứu kỹ lưỡng thì thứ này sẽ giúp nâng cao hiệu quả chiến đấu của binh lính. Đây cũng là mục đích nghiên cứu chính của anh. Sebom cảm giác nhiệt độ trong tất cả các phòng ở đây rất thấp. Trung tá Han nói nhiệt độ thấp có thể ức chế hoạt động của virus khá hiệu quả. Có vẻ như anh ấy đã bí mật nghiên cứu về thứ này được một thời gian rồi. Sebom nhìn chai nước khoáng bên cạnh thì biết mình đã vượt qua bài kiểm tra, không có triệu chứng bị khát ở người nhiễm bệnh. Trung tá Han nói cô có thể về nhà, chỉ cần đến đây kiểm tra định kỳ là được. Sebom bất ngờ nảy ra một ý tưởng táo bạo. Tại sao cô không bị nhiễm bệnh, chứng tỏ trong cơ thể cô có kháng thể? Vậy không phải cô sẽ là đối tượng nghiên cứu tốt nhất sao? Sau đó cô đề nghị được hỗ trợ nghiên cứu với điều kiện Trung tá Han phải cho cô điểm cao nhất trong bài đánh giá cuối năm. Như vậy cô có thể nhận được nhà ở phúc lợi của đơn vị. Trung tá Han suy nghĩ một lát rồi đồng ý trao đổi. Trước khi đi, Sebom lại bị gọi lại. Cô có người yêu chưa? Trung tá Han nói nếu là một cặp vợ chồng mới cưới, xác suất được cấp nhà phúc lợi sẽ cao hơn. Cô bước ra khỏi văn phòng thì tình cờ gặp Jiwin đến đưa thuốc. Cô tò mò hỏi tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây. Ngoài ra sáng nay bạn anh đã tìm ra nguồn gốc của viên thuốc. Khi virus corona xuất hiện, các tổ chức có liên quan đã thực hiện nhiều nghiên cứu chống virus. Thuốc Jiwin tìm được là một dược phẩm điều trị viêm phổi, nhưng nó có khả năng tạo ra ảo giác. Các trường hợp nặng có thể xuất hiện triệu chứng của bệnh dại nên sau này buộc phải ngừng sản xuất. Jiwin nghĩ đây là một đầu mối hữu ích nên quyết định đưa thuốc cho Trung tá Han để anh nghiên cứu chuyên sâu. Nhưng dường như Trung tá Han đã điều tra từ lâu rồi nên không để ý đến loại thuốc này. Jiwin cũng không quan tâm lắm. Sau khi giao thuốc xong, anh bước ra khỏi văn phòng tìm Sebom đang đợi mình. Không ngờ vừa gặp cô đã hỏi anh có bạn gái chưa. Sau khi nhận được câu trả lời phủ định của anh, cô bèn nói chúng mình kết hôn đi. Jiwin chợt nhớ lại cảnh mình bị từ chối khi còn đi học. Tôi từ chối. Bây giờ thời thế đã đổi, không biết Jiwin sẽ giải quyết thế nào. Sau vụ cắn người ở khách sạn, những vụ việc tương tự bắt đầu xảy ra khắp thành phố. Cục an ninh do Trung tá Han lãnh đạo có trách nhiệm bắt giữ người nhiễm bệnh và giải quyết hậu quả liên quan. Bất kỳ hiện trường vụ giết người nào giống như vậy đều rất hỗn loạn và thảm khốc. Thậm chí còn có trường hợp hơn 10 người chết trong một nơi tạm trú cho người vô gia cư. Trong một khoảng thời gian có đủ các loại suy đoán được đưa ra. Mọi người coi kiểu người điên cuồng cắn xé tương tự như bệnh chó dại này là bệnh zombie, nhưng chính phủ đã chặn tất cả các báo cáo có liên quan. Bây giờ không ai biết bệnh truyền nhiễm đã nghiêm trọng đến mức nào. Một số phóng viên báo lá cải còn sẵn sàng chi số tiền lớn để tìm người trong cuộc lấy tin tức. Sebom và đồng nghiệp Seung Jung đều nhận được lời đề nghị hợp tác của các phóng viên, nhưng họ đều đã ký thỏa thuận bảo mật nên sẽ không phạm tội vì tiền. Ngoài ra Sebom còn có việc quan trọng hơn phải làm. Cô đã có được ngôi nhà phúc lợi cho mình. Trung tá Han của Cục An ninh đã đánh giá số điểm cao nhất cho cô. Vốn dĩ cô vẫn không đủ tư cách nhưng đã yêu cầu kết hôn với Jiwin. Tuy từng bị cô từ chối nhưng anh không ăn miếng trả miếng mà vui vẻ đồng ý yêu cầu của cô, vậy nên cô mới được chia cho căn nhà ở phúc lợi. Đây cũng là lần đầu tiên Sebom được ở trong một chung cư cao cấp như vậy. Trong thang máy là người hàng xóm tốt bụng nhắc cô đeo khẩu trang vào. Anh chàng Jiwin đảm nhận trách nhiệm trang trí ngôi nhà mới. Anh còn tìm lại bức ảnh chụp chung với Sebom ngày còn đi học rồi đóng khung lại. Sebom rất thỏa mãn với căn nhà mới. Vì sự hòa hợp với hàng xóm, cô quyết định gửi tặng họ một ít bánh gạo làm quà. Phòng 502 cùng tầng có một cô bé đáng yêu sinh sống, nhưng khi Sebom chuẩn bị đi lên tầng 6 bằng cầu thang bộ thì phát hiện cửa lối đi đã bị khóa. Cô bé hàng xóm nói với cô tầng 1 đến tầng 5 đều là nhà phúc lợi hoặc nhà cho thuê, nhà ở thương mại là từ tầng 5 trở lên. Ở đó toàn cư dân có tiền, họ muốn ngăn chặn người thuê nhà đi lên trên nên cố tình bịt kín cửa cầu thang. Bình thường chỉ có thể lên xuống bằng thang máy.
Càng nghĩ Sebom càng thấy tồi tệ nên cô vung chân đá tung cửa cầu thang, đồng thời nghĩ sẵn một lý do rất quang minh chính đại, vì đây là lối thoát hiểm khi cháy nên tất nhiên phải được đả thông. Những cư dân giàu có này rõ ràng rất khác biệt. Ở phòng 602 có một luật sư sinh sống, sau khi nhận được bánh gạo anh ta lập tức ném vào thùng rác. Ở phòng 601 là hai vợ chồng bác sĩ, dường như họ cũng có khá nhiều vấn đề. Vợ vừa đi làm về, anh chồng lại tỏ ra rất chu đáo, nóng lòng muốn đưa vợ ra khỏi phòng. Ngoài ra còn có một người phụ nữ khác đang trốn dưới gầm giường nhà họ. Cuộc sống của những người giàu có quá hỗn loạn. Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của Jiwin, cuối cùng ngôi nhà đã có diện mạo hoàn toàn mới và có thể chính thức dọn vào ở. Lần đầu tiên được sở hữu căn nhà riêng của mình, Sebom cũng giống những người khác, cô liên tục lên ý tưởng trang trí cho ngôi nhà mới. Ví dụ như nên mua loại rèm nào, hoặc là muốn thay màu đèn phòng ngủ, sau đó cô lên mạng sắm đồ. Nhưng trong phòng ngủ lại có tới 2 cái giường, vì họ chỉ kết hôn hợp đồng, vẫn chưa tiến triển đến mức trở thành một cặp đôi. Khi Sebom còn nhỏ, gia cảnh nhà cô rất bình thường, cả nhà đông đúc chen nhau trong một căn phòng. Khi bố mẹ cãi nhau, cô chỉ có thể chạy ra ngồi trong xe của bố. Lúc đó cô đã luôn mơ sẽ có một căn nhà của riêng mình. Bây giờ cuối cùng điều ước cũng đã thành hiện thực, Sebom hạnh phúc chìm vào giấc ngủ. Jiwin dịu dàng đắp chăn cho cô và chúc ngủ ngon, anh cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng liệu họ có thể hạnh phúc mãi mãi không? Sebom đang ngủ thì gặp ác mộng, cô mơ thấy người đàn ông có nhãn cầu màu trắng, mặt mày hung dữ, dùng hết sức đập vào cửa rồi nở một nụ cười kỳ lạ. Rồi cô cũng sẽ như tôi thôi. Sebom chợt bừng tỉnh, may thay đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng cô không thể ngủ tiếp được nữa vì đang có một vụ va chạm dữ dội trên lầu. Sebom thiếu kiên nhẫn đã nhanh chóng đi lên lầu hỏi bác sĩ nhà hàng xóm xem tối qua họ làm gì ở nhà. Lời nói của người hàng xóm có vẻ ngập ngừng như đang muốn che giấu điều gì đó, sau đó hứa sẽ không gây ồn ào nữa và vội đóng cửa lại. Lúc này Jiwin cũng đang gặp rắc rối, cục trưởng cục an ninh Trung tá Han tìm anh nói, mong anh giúp đỡ điều tra về vụ án viên thuốc. Vì việc sản xuất loại thuốc này đã bị cấm từ nhiều năm trước, nhưng tại sao bây giờ nó vẫn lưu hành trên thị trường? Trung tá Han đã xin phép Bộ Công an để gửi văn bản hỗ trợ tới đồn cảnh sát Jiwin đang làm việc. Dù Jiwin rất bất đắc dĩ, nhưng anh cũng chỉ có thể đồng ý. Điện thoại di động của Jong Tae đã được mở khóa từ trước và tìm được thông tin về một thương gia bán thuốc. Jiwin chỉ cần giả vờ muốn mua và khiến người đó xuất hiện là được. Lúc này Sebom vừa tập thể dục xong định đi thì đột nhiên nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp Seung Jang. Thì ra cánh tay của anh bị người nhiễm bệnh cao xước nhưng vết thương vẫn chưa có dấu hiệu lành lại. Sebom nghe vậy lập tức chở anh ta đến căn cứ tạm thời của cục an ninh. Bởi vì cô đang cần được kiểm tra thường xuyên nên có quyền đi vào tạm thời. Jisoo khám vết thương đang sưng tấy, thấy vết thương của anh ta còn rất mới, trông không giống một vết xước. Tuy vậy họ vẫn lấy mẫu và chuẩn bị đưa đi xét nghiệm. Trước khi đi còn không quên còng Seung Jang vào ghế, sau đó tiếp tục xét nghiệm máu cho Sebom. Jisoo nói với cô nếu bị người nhiễm bệnh cắn thì chắc chắn sẽ mắc bệnh, nhưng nếu chỉ chảy xước thì có thể sẽ tránh được. Thời gian dần trôi, người nhiễm bệnh sẽ phát điên ngày càng thường xuyên hơn cho đến khi hoàn toàn mất trí. Bây giờ vẫn chưa có cách điều trị dứt điểm. Nói xong hai người trở về phòng lúc trước nhưng lại không thấy Seung Jang đâu. Sebom lập tức gọi điện hỏi, ngoài ra anh ta đã mặc quần áo của nhân viên ở đây và lẻn ra ngoài. Về phần tại sao lại làm như vậy thì Seung Jang cũng không giải thích rõ ràng. Anh ta chỉ nói với Sebom là muốn nghĩ cách kiếm thật nhiều tiền cho gia đình trước khi chết. Sebom nghe vậy chợt nghĩ ngay đến phóng viên báo lá cải muốn bỏ tiền ra để mua tin tức về người bị bệnh zombie. Quả nhiên suy đoán của cô hoàn toàn chính xác. Thực ra lần trước khi học viên trong T phát điên, Seung Jang giải cứu một sinh viên khác bị cắn nên cũng bị chảy xước. Nghe nói sau này người kia cũng mắc bệnh zombie. Sau khi vào phòng cách ly của cục an ninh, anh ta không bao giờ ra ngoài nữa. Seung Jang rất lo là mình cũng sẽ bị bắt đi nên luôn giấu chuyện này. Sau đó anh tình cờ được một phóng viên đề nghị chi một số tiền lớn để mua thông tin. Vì thế anh ta quyết định mạo hiểm kiếm về một ít tiền cho gia đình trước khi chết. Seung Jang định lẻn vào căn cứ tạm thời của cục an ninh để điều tra vì tất cả người nhiễm bệnh đều được cách ly ở đây. Để không bị lộ việc mình bị người nhiễm bệnh cao trúng, anh ta đã rạch một vết thương trên tay bằng lưỡi dao cạo để nói dối là bị người nhiễm bệnh cao. Sau đó gọi cho Sebom nhờ giúp đỡ và suôn sẻ lẻn vào đây. Sebom đã đoán được ý đồ của anh ta nên chạy đến hỏi Jisoo xem người nhiễm bệnh nặng đang ở đâu. Lúc này đối phương cũng không giấu giếm gì nữa. Thời gian gần đây số người nhiễm bệnh tăng mạnh nên không còn đủ phòng cách ly nữa. Sebom không muốn nghe cô ta nói nhiều, cô lập tức ngắt lời hỏi rốt cuộc là nó ở đâu. Cô ta đành phải nói ra sự thật. Trong xe đông lạnh, Sebom không thể tin nổi nhìn cô ta, họ đều là những người còn đang sống. Lúc này Seung Jang đã bám theo Jisoo và đến khu vực đỗ xe tải. Anh ta bí mật mở một cánh cửa rồi nhanh chóng bước vào. Con xe này trông rất kỳ lạ. Hai bên xếp vô số giường bệnh, những người nằm trên đó đều là bệnh nhân, một số người thậm chí còn bị xích. Điều kỳ lạ hơn nữa là nhiệt độ trong này chỉ có 4 độ C, đây là nơi để con người sống sao. Không ngờ ngoài xe lại có tiếng người đi ngang qua, thấy cửa xe mở người đó bèn đóng lại. Điều này chính là bi kịch của Seung Jang, nếu ở lại đây lâu hơn chắc chắn anh ta sẽ chết cóng. Hơn nữa ở đây còn chứa những thứ đáng sợ hơn thế. Lúc này kế hoạch của Jiwin và Trung tá Han đang diễn ra rất suôn sẻ. Họ đã liên hệ thành công với người bán thuốc, chỉ cần người đó xuất hiện thì mọi chuyện đều dễ xử lý.
Chị Huyền hạ gục đối phương chỉ bằng vài cú đánh, nhưng khi mở cốc chuẩn bị tìm thuốc thì không ngờ những người này lại phát điên. Từ khi bắt đầu giam giữ những người bị nhiễm bệnh, Trung tá Han đã không còn bị ngạc nhiên nữa. Anh bình tĩnh giơ súng bắn chết họ. Nhưng Chị Huyền vẫn chưa thích ứng được, sao đối phương có thể bắn chết người như vậy? Nhưng Trung tá Han trả lời anh rằng họ không còn là con người nữa. Đột nhiên có một cuộc gọi báo tới nói ở căn cứ đã xảy ra chuyện nên anh đưa Chị Huyền cùng quay về đó ngay lập tức. Lúc này Sebom và một lượng lớn cảnh vệ đã đến khu vực xe tải. Đột nhiên cô nhận được cuộc gọi từ Seong Jang. Khi cô gọi lại thì mãi vẫn không có người nhận máy, nhưng Jisoo đã nghe thấy nhạc chuông điện thoại, đoàn tiếng động phát ra từ trong xe tải. Họ vừa mở cửa ra đã có vô số bàn tay đã vươn ra, bên trong là những người nhiễm bệnh đã không còn ý thức. Cảnh vệ cố gắng đóng cửa xe lại, khi Sebom đi ngang qua khe cửa, cô chợt nhìn thấy Seong Jang đã bị nhiễm bệnh, thế là cô đẩy người lính ra và lao vào xe mà không quan tâm đến sự an toàn của bản thân. Cô dùng cây gậy để chặn những người nhiễm bệnh lại định giải cứu đồng nghiệp, nhưng Sebom đã đánh giá thấp sức mạnh của người bị nhiễm bệnh, cuối cùng cô còn bị họ quấn lấy. Những người lính bên ngoài nhìn thấy nhưng cũng không có ý định giúp đỡ mà định nhốt cô ở bên trong. May thay Ji-hyun đã đến kịp lúc, anh dùng hết sức lực kéo cô ra. Nhưng Sebom cũng không chịu buông tay Seong Jang, cuối cùng họ cũng an toàn thoát ra khỏi chiếc xe. Nhưng rõ ràng là Seong Jang đã nhiễm bệnh, anh ta lập tức bị cảnh vệ khống chế. Ji-hyun lấy quả đạn khói trên người một người lính ném vào trong xe giúp làm dịu đi sự hỗn loạn. Sebom nhìn người đàn ông trước mặt như thần binh giáng thế, trong lòng chợt rung động, không biết nói gì cho tốt. Seong Jang cần được cách ly điều trị, bây giờ anh ta rất hối hận. Nếu có chuyện gì xảy ra với mình thì phải làm gì với vợ và mấy đứa con? Trước khi giờ đi, Sebom nói với Jisoo đang đứng trước cửa rằng họ thật đáng thất vọng. Tại sao lại nhốt bệnh nhân trong xe tải? Họ còn nhân tính không? Ji-hyun cũng có suy nghĩ giống cô. Nhưng Trung tá Han không còn cách nào khác. Năm nhân viên y tế của họ đã bị nhiễm bệnh. Trong trường hợp không đủ nguồn lực, họ phải cách ly những bệnh nhân nặng trong cùng một chỗ. Còn những bệnh nhân nhẹ sẽ tự khỏi nhờ khả năng miễn dịch. Vì chưa có phương pháp điều trị và vaccine phù hợp nên anh ấy phải làm như vậy vì tình hình chung. Lúc này Sebom đưa ra đề xuất bây giờ Trung tá Han không thể xử lý một mình. Ít nhất anh ấy nên công bố cho công chúng về tình hình hiện tại để họ có thể kịp thời ứng phó. Vì mọi người vẫn chưa nhận ra sự khủng khiếp của căn bệnh này. Khi đi thang máy về nhà, họ thấy những người khác nghĩ đeo khẩu trang có thể ngăn chặn sự lây lan của virus rất hiệu quả. Nhưng Chu Hyung và người bạn ở tầng trên lại không đeo khẩu trang. Từ đó Sebom cố ý mặc một bộ đồ trông nữ tính hơn bởi vì cô phải nói chuyện qua video với mẹ của Ji-hyun. Nhưng chưa kịp nói được vài câu thì lại có tiếng động vang lên từ trên lầu. Ji-hyun đành đi lên nhắc nhở, nhưng không ngờ bạn của Ju-hyung vẫn còn ở đây. Anh biết cô ta không phải là vợ của Ju-hyung. Ju-hyung vội giải thích vợ mình bị ốm, người phụ nữ này là đồng nghiệp của vợ đến đây để chăm sóc bạn. Ji-hyun thấy người phụ nữ có vẻ hơi hoảng sợ và cả vết máu trên tay áo Ji-hyun khiến anh nảy lòng nghi ngờ. Thế là anh quay lại đồn cảnh sát kiểm tra thông tin, gọi cho thẩm mỹ viện nơi vợ Ju-hyung đang làm, hỏi chuyện về vợ anh ta và người đồng nghiệp. Đã một tuần rồi, hai người họ không đến làm việc. Ji-hyun đoán sự việc chắc chắn không hề đơn giản. Lúc này Sebom đang ở nhà thì thấy mẹ mình gọi tới bảo cô bật TV lên xem đi. Ngoài ra chuyện người nhiễm bệnh bị cách ly trong xe tải đã bị đài truyền hình phát hiện và đưa tin. Không ngờ chuyện về căn bệnh zombie này lại được công khai theo cách này. Lúc này mọi công dân đều nhận được tin nhắn thông báo của chính phủ khuyên mọi người hạn chế ra ngoài và tránh tụ tập. Sebom biết đây không phải là chuyện nhỏ. Nhìn tủ lạnh trong nhà trống rỗng, cô đã đến siêu thị để mua một số đồ dự trữ. Tuy nhiên người dân ở đây lại không hề quan tâm đến vấn đề này. Nhân viên siêu thị giải thích là vì bên chính phủ thường gửi tới những tin nhắn tương tự nên mọi người đã quen rồi. Sebom vừa trở về nhà thì lại nghe thấy tiếng động từ trên lầu. Cô chạy lên hỏi thăm tình hình và cũng nhìn thấy vết máu trên tay áo Ju-hyung. Nhưng cách xử lý của cô cực đoan hơn Ji-hyun nhiều. Cô lao thẳng vào nhà Ji-hyun muốn tự mình xác nhận. Trong phòng tắm truyền tới tiếng động, Sebom lập tức tiến tới hỏi thăm. Ju-hyun không thể giấu được nữa đành phải nói ra sự thật. Ngoài ra hôm trước vợ anh ta bị ốm, sau đó tinh thần trở nên hơi bất thường. Sebom mở hé cửa định xem có phải đối phương mắc bệnh zombie không. Không ngờ Ju-hyun lại đẩy cô vào trong. Người phụ nữ này đang sợ hãi, nhãn cầu chuyển sang màu trắng. Cô ta đã bị nhiễm bệnh, cả người ngây ngô, đang tiến đến gần Sebom. Cô vội trốn vào phòng tắm lo lắng nhìn đối phương. May thay người này bị nhiễm bệnh mà không bạo lực như mọi khi. Sebom nhân cơ hội lặng lẽ di chuyển và mở cửa ra. Người vợ bước ra nhìn thấy chồng đang gọi cảnh sát ở ngoài cửa thì lập tức lao về phía anh ta như gặp kẻ thù. Nhờ vậy mà Sebom thoát khỏi nguy hiểm. Ji-hyun bị vợ đuổi theo phải chạy xuống lầu, gặp cô bé hàng xóm anh ta vẫn cắm đầu chạy mà không nhắc nhở gì. Vậy là cô bé bất ngờ trở thành mục tiêu mới. May thay Sebom đã đến kịp lúc và cố gắng bịt miệng cô ta bằng gối. Nhưng sức của đối phương quá mạnh nên cô bị đẩy ngã xuống đất. Trong lúc nguy cấp thì Ji-hyun tình cờ bước ra khỏi thang máy và thấy cảnh tượng này. Anh nhanh chóng cởi áo khoác ra quấn lấy đầu cô ta thì mới hoàn toàn khuất phục được đối phương. Sau khi mọi việc ổn thỏa, Ju-hyung lại xuất hiện, thậm chí anh ta còn đạo đức giả hỏi họ có ổn không. Ji-hyun lập tức xông tới đấm anh ta mà không cần suy nghĩ gì. Một sự việc lớn xảy ra trong khu nhà khiến người dân đang quan sát cũng thấy lo lắng, đặc biệt là người phụ nữ trung niên này. Bà ta là Jeon-ok, đại diện tòa nhà được cư dân bầu chọn.
Lúc trước bà ta đã đăng ảnh xe bom phá cửa ngăn cách ở tầng 6 và cảnh cáo cô không được làm như vậy nữa. Bây giờ thấy bệnh nhân mắc bệnh zombie đã xuất hiện trong khu nhà của họ, bà ta biết sắp xảy ra chuyện nghiêm trọng nên vội dẫn theo các chị em đi siêu thị điên cuồng mua đồ tích trữ. Không chỉ vậy, bà ta còn đến từng nhà dặn mọi người không lan truyền về những gì đã xảy ra ngày hôm nay, vì những tin tức tiêu cực sẽ ảnh hưởng đến giá nhà ở. Sebom cảm thấy thật buồn cười, lúc này rồi mà bà ta vẫn còn nghĩ về giá nhà được. Ngắm nhìn cảnh đêm tuyệt đẹp của khu nhà và cuộc sống sôi động của cư dân, Sebom chợt thấy không chân thực. Đây có phải là hạnh phúc cô luôn mong muốn không? Sáng sớm hôm sau, cuối cùng Trung tá Han cũng tổ chức họp báo thừa nhận sự tồn tại của căn bệnh zombie. Nguyên nhân là do virus đột biến, người bị nhiễm bệnh sẽ muốn cắn người và có triệu chứng khát nước trước khi gặp biến chứng. Anh yêu cầu người dân nếu phát hiện người nhiễm bệnh thì phải báo cáo cho họ ngay lập tức. Sebom đang xem TV vẫn phàn nàn vì Trung tá Han công bố quá ít thông tin, tại sao anh không nói gì về những bệnh nhân bị bệnh nặng. Sau đó cô lại đoán tại sao Joo Hyung đẩy mình vào chỗ của người nhiễm bệnh, lẽ nào anh ta muốn giết người diệt khẩu. Ji Hyun đã hứa với cô sẽ tìm hiểu mọi chuyện đến cùng. Sau khi Sebom ngủ thiếp đi, Ji Hyun đứng dậy đi tới gara thì tình cờ gặp Joo Hyung ở đây. Anh ta đã khám sức khỏe toàn thân xong, không có dấu hiệu nhiễm bệnh. Joo Hyun không để ý tới anh ta mà đi tìm Trung tá Han để đưa một lọ thuốc. Thứ này được tìm thấy khi đang thu thập bằng chứng ở nhà Joo Hyung. Ngoài ra còn có một cây gậy đánh bóng đẫm máu cũng được đưa về đồn công an xét nghiệm. Ji Hyun nghi ngờ vợ anh ta uống thuốc này rồi bị bệnh nên muốn xác nhận lại. Bệnh nhân này thật kỳ lạ, cô ta bị trói và cố định vào giường, con mắt trắng dã, nhìn thấy ai cũng muốn cắn. Đây là triệu chứng điển hình của virus zombie. Nhưng người nhiễm bệnh khác sẽ có những lúc tỉnh táo, còn người này đang ở trong trạng thái điên loạn. Jisoo giải thích rằng đáng lẽ cô ta đã chết rồi nhưng vì virus nên vẫn còn duy trì trạng thái hoạt động như một cái xác sống. Ji Hyun nghe vậy lập tức đoán ra gì đó. Anh dẫn theo đồng nghiệp đến nhà Joo Hyung, trong tay là tờ báo cáo xét nghiệm. Kết quả cho thấy trên cây gậy có máu và mảnh sọ của vợ Joo Hyung. Joo Hyung vẫn cố ngụy biện, nói sau khi vợ mình phát điên anh ta phải dùng gậy để tự vệ. Ji Hyun không nghĩ vậy, anh đoán người này muốn giết vợ nhưng đối phương dính virus nên chưa chết ngay. Lúc này đồng nghiệp của cô vợ cũng đã đến hiện trường, nên lúc này Joo Hyung mới hoàn toàn sụp đổ. Ngoài ra trước đây Ji Hyun đã gặp riêng cô ta. Đối phương không chịu được áp lực nên thừa nhận việc mình và Joo Hyung ngoại tình, sự thật là ông ta đã giết vợ. Kết quả tất nhiên là kẻ cặn bã đã nhận hình phạt xứng đáng. Ở một nơi khác, Trung tá Han đang cầm viên thuốc Ji Hyun đưa cho mình và bước vào toa xe giam giữ các bệnh nhân nặng. Hóa ra kẻ buôn thuốc bị bắt trước đó cũng có mặt ở đây. Bây giờ anh ta đã sợ chết khiếp, vội vã giải thích về các loại thuốc này. Trung tá Han có được tin bèn tìm đến Sebom và nói cho cô biết một tin sốc. Theo lời khai của kẻ buôn thuốc thì lúc trước anh ta đã nói dối đây là thuốc giảm cân và bán cho rất nhiều người dân trong phòng tập gym ở khu nhà này. Vợ Joo Hyung là một trong số các khách hàng. Bây giờ mọi người còn ổn là vì virus chưa phát tác, nhưng tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Điều duy nhất họ có thể làm bây giờ là cách ly toàn bộ khu nhà. Trong lúc họ nói chuyện thì đội ngũ lính chống hóa chất đã đi tới và bắt đầu phong tỏa nơi này. Trung tá Han thấy Sebom có khả năng phán đoán độc lập mạnh mẽ nên cho phép cô đi ra ngoài và không bị cách ly. Nhưng Sebom mới chuyển đến đây được vài ngày, cô không nỡ rời khỏi đây nên quyết định sẽ cùng chịu đựng với cư dân trong khu nhà. Vì vấn đề này vẫn chưa được công bố nên mọi người còn đang thắc mắc không hiểu vì sao. Họ chỉ thấy cả khu nhà đã bị phong tỏa, chỉ còn một lối đi nhưng dễ vào khó ra. Sebom định gọi điện bảo Ji Hyun đừng vào đây nhưng anh đã vào trong rồi. Nhìn thấy anh, cô vội chạy đến ôm lấy. May là cô không phải chiến đấu một mình. Ngay cả Joo Hyung vừa bị bắt, họ cũng không thèm để ý tới. Vì dù có chạy tới đâu, anh ta cũng không thể thoát khỏi đây. Đây là lần đầu tiên mọi người gặp phải chuyện này nên rất hoảng sợ. Trên tin tức nói ngoài khu nhà này còn có 3 cơ sở chăm sóc sức khỏe và 2 nơi tập trung của người vô gia cư cũng bị cách ly bắt buộc do có người bị bệnh zombie. Sự tuyệt vọng và hoảng loạn nhanh chóng lan rộng khắp thành phố. Joo Hyung vốn định bỏ trốn nhưng bây giờ dù có mọc thêm một cái chân nữa thì anh ta cũng không thể trốn nổi. Cuối cùng bị Ji Hyun bắt được và khóa vào cái bàn cạnh giường ngủ. Anh ta mắng anh vi phạm nhân quyền, nếu cần đi tiểu thì anh ta phải làm sao? Ji Hyun tiện tay lấy ra một chai rượu vang đỏ bảo anh ta tự giải quyết. Anh không có thời gian để lãng phí ở đây vì anh sắp tham dự cuộc họp đại diện của cư dân trong khu nhà. Đây là một chuyên đề đặc biệt của Cục An ninh nhằm xoa dịu những người bị cách ly. Thời gian cách ly dự kiến là 7 ngày, nếu ai đó trốn ra ngoài mà không được phép thì sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Mọi người lại quan tâm nhất về vấn đề ăn uống. Chính phủ nói bắt đầu từ ngày mai các hộp cơm trưa sẽ được giao đến tận tay người dân. Sebom và Ji Hyun là quan chức chính phủ nên cũng có nhiều việc quan trọng hơn cần làm. Đó là loại bỏ mối nguy hiểm tiềm ẩn về sự lây lan của virus. Mục tiêu chính của họ là phòng tập gym, nơi loại thuốc giảm cân giải kia được phát tán. Lúc này chỉ có một nhân viên ở đây. Sebom nhìn chai nước khoáng trong thùng rác và nhận ra người này rất thích uống nước. Đó chính là điềm báo về sự khởi đầu của cơn điên. Nhưng đối phương lại thẳng thừng phủ nhận, nói mình chưa từng uống thuốc giảm cân. Ji Hyun muốn hỏi nhiều hơn thì người kia bắt đầu trở nên dễ kích động. Nhìn thấy vậy khiến hai người càng thấy bất an hơn. Thế là toàn bộ nước trong văn phòng đều được chuyển đi. Họ giữ anh nhân viên trong phòng để xem anh ta có phát sinh đột biến vì khát nước không. Sau đó họ lại tiếp tục điều tra những cư dân khác. Đây là một nhiệm vụ khó khăn vì một số chủ hộ thậm chí còn không chịu mở cửa mà chỉ hỏi đáp đơn giản qua cánh cửa.
Jihyun đến gặp Juhyung, mở còng tay và cho anh ta lên giường nằm. Không ngờ cô nàng nhân tình bất ngờ rút lại lời thú tội, nói rằng mình không nhìn thấy Juhyung giết vợ, có lẽ đã bị anh ta mua chuộc rồi. Lúc này Jihyun nhận được cuộc gọi từ trung tá Han nói có ai đó đang phát sóng trực tiếp trong tòa nhà. Hành động này phải dừng lại ngay, nếu không hệ thống mạng và điện cấp cho tòa nhà sẽ bị cắt. Nghe xong, Jihyun chạy ngay tới nhà người đang phát sóng thì không thấy có ai. Ngoài ra, người đó đã đi tới nhà Juhyung vì đây là nơi ở của bệnh nhân đầu tiên. Anh ta nhanh chóng chớp lấy cơ hội này để thu hút sự chú ý. May là Sebom và Jihyun đã xuất hiện kịp lúc và ngăn cản không cho anh ta phát sóng. Hai người đang bận rộn ở khu nhà mà trung tá Han ở cục an ninh cũng không nhàn rỗi. Lúc này, anh đang dẫn trợ lý của mình đến một phòng bệnh khá rộng, bên trong chỉ có một bệnh nhân duy nhất. Ông ta là chủ tịch của công ty sản xuất thuốc kháng virus. Ông ta tỏ ra bất mãn với trung tá Han vì đã khiến cả thành phố biết đến virus zombie. Trung tá Han cũng không chịu gánh tội này. Anh đã điều tra và biết thuốc mang virus bị cố tình đưa ra thị trường bởi chính ông ta. Lúc này ông ta không còn che giấu nữa mà lộ rõ bản chất thật. Jeong Ju đột nhiên kéo cấp dưới đứng bên cạnh qua rồi há miệng cắn vào cổ anh ta. Có vẻ như ông ta vẫn chưa thấy đã, đôi mắt trở nên trắng dã, tiếp tục muốn tấn công hai người trước mặt. Nhưng đối phương lại cực kỳ bình tĩnh vì ông ta đã bị xích, không thể đến gần anh. Ngoài ra ông ta chính là thế hệ bệnh nhân phát điên đầu tiên. Để thu sự chú ý của xã hội và sớm nghiên cứu ra thuốc giải, ông ta đã cố tình đưa thuốc gây bệnh ra thị trường, muốn kéo theo người chết chung. Trung tá Han ngăn lại ý định muốn bắn người của cấp dưới. Bây giờ họ phải giữ lại ông ta thì mới dễ triệt phá mọi đường dây buôn thuốc. Đối phương có địa vị rất cao nên họ không thể tùy tiện giết ông ta. Jihyun và Sebom đã kết thúc một ngày khắc phục sự cố virus trong tòa nhà. Bây giờ việc ngủ trở thành vấn đề hàng đầu của họ. Bởi vì trong nhà còn có hai người nữa là đồng nghiệp của Jihyun. Trước đó anh đến khu nhà đưa bánh gạo nhưng bị mắc kẹt lại. Người còn lại là cô bé nhà hàng xóm tên là Seo Jun. Mẹ cô bé không về kịp vì đang đi làm ở ngoài, cũng không thể đi vào khu nhà. Vì vậy chị đành giao phó cho Sebom nhờ chăm sóc giúp. Mẹ Seo Jun nói cô bé mắc bệnh hiểm nghèo, không thể hoạt động mạnh, không được bị thương hoặc chảy máu. Sebom trời sinh đã là người có trái tim ấm áp nên lập tức đồng ý. Thậm chí cô còn tìm gặp trung tá Han nhờ anh cho mình đi cửa sau, thả cô bé ra ngoài đoàn tụ với mẹ. Kết quả là bị anh từ chối. Trong lời nói của anh có ẩn chứa hàm ý sâu xa, nói để cô bé ở lại với có lẽ còn an toàn hơn bên ngoài. Nhưng trong nhà chỉ có hai cái giường. Cuối cùng Jihyun và Jungkook ngủ trong phòng khách, cô bé hàng xóm và Sebom thì bà chiếm hai cái giường. Đến lúc này Sebom mới có thời gian nhìn vào điện thoại, trong này toàn những tin nhắn hỏi Han chứa đầy sự quan tâm từ mẹ cô. Mới một ngày trôi qua mà tin tức về virus zombie đã tràn ngập khắp nơi, số lượng khu nhà bị cách ly đã tăng lên 2 khu. Hơn nữa virus zombie cũng bắt đầu xuất hiện ở nước ngoài, một số quốc gia đã đóng cửa biên giới. Bây giờ tâm trạng của Sebom vẫn khá ổn vì cô sẽ nhận được những hộp cơm ngon lành. Nhưng khi cô bước xuống tầng dưới thì thấy cửa tòa nhà đã bị khóa bởi vì bệnh nhân đầu tiên vào phòng tập gym cũng ở trong tòa nhà này. Để đảm bảo an toàn cho cư dân và tài sản trong các tòa nhà khác, họ đã bị yêu cầu phải cách ly riêng. Chuyện này khiến Sebom lo lắng. Cô rút khẩu súng lục của Jungkook ra. Người dân bình thường đâu được thấy cảnh này, vì vậy người quản lý phải ngoan ngoãn lấy chìa khóa ra để Sebom và Jihyun nghênh ngang đi ra ngoài. Nhưng cư dân ở những tòa nhà khác vẫn cố tình xa lánh họ, thậm chí khẩu phần cơm hộp cũng chia ra theo từng tòa nhà. Bây giờ siêu thị đã hết hàng, những hộp cơm chưa được cung cấp chính phủ cứu trợ là vật phẩm cần thiết cho sự sống còn. Sebom và Jihyun đi giao cơm cho từng nhà nhưng không được biết ơn mà còn kén chọn các loại món ăn. Có vẻ Sebom vẫn không bị những việc vặt vãnh này ảnh hưởng. Bọn họ trèo lên sân thượng có không gian rộng và tầm nhìn cao, ngồi dưới sàn thưởng thức bữa cơm trưa không quá thú vị. Nhưng mới ăn được một nửa, Sebom lại nhận ra vẫn còn rất nhiều hộp cơm trưa. Ngoài ra cô quên không giao đồ ăn cho những nhân viên bị nhốt trong phòng tập gym. Thế là hai người lập tức chạy đi nhưng phát hiện ra trong này không có người nào. Hai người lo lắng muốn báo cáo sự việc với công ty quản lý nhưng lại không có người đáp trả. Họ đi đến gara thì thấy có bóng người lướt qua sảnh thang máy ở tòa nhà khác. Hai người vội vàng đuổi theo, nhưng khi đến thang máy thì lại mất dấu người đó. Sebom phát hiện ra vết máu trên tường, cô chợt có linh cảm xấu. Sau đó là tiếng va chạm dữ dội truyền ra từ trong thang máy đang đi xuống. Hai người đã hiểu ra vấn đề và quay lại thật nhanh. Dựa trên kinh nghiệm trước đó thì khả năng cao là có một kẻ điên trong thang máy. Ngay khi họ vừa bước vào tòa nhà thì Sebom cũng chạy vào theo. Ngoài ra cậu ta vừa đi tìm thứ gì đó trong xe. Nhìn tình trạng của cậu ta có thể thấy có lẽ cậu ta không bị nhiễm bệnh. Nhưng hai người chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã có một người đàn ông người đầy máu chạy tới đập cửa kính trong cơn tuyệt vọng. Không biết chuyện gì đã xảy ra với các tòa nhà khác. Những bệnh nhân điên bắt đầu xuất hiện, họ điên cuồng truy đuổi những người khác. Jihyun lập tức đến sảnh tòa nhà bịt chặt cửa kính không cho ai ra ngoài, may mà anh đã hành động kịp thời. Rất nhanh sau đó họ đã nhìn thấy một người mắt trắng dã đi tới bên ngoài tòa nhà khiến mọi người hoảng sợ khóc lóc. Người nhiễm bệnh là người quản lý đã khóa cửa trước đó. Ngoài ra vì vậy nên vừa rồi khi họ gọi mới không nghe thấy có người đáp lại. Cùng lúc đó trung tá Han cũng gọi cho Sebom. Anh thấy trong camera giám sát của khu nhà, các tòa nhà khác đều đã gặp sự cố. Lúc này từ cầu thang ở góc sảnh vang lên tiếng bước chân đang đi. Sebom cầm điện thoại lo lắng nhìn qua. Sự mất mát lan tràn khắp khu nhà, những người bị cách ly bên trong nên làm gì?
Họ mới nhận được tin các tòa nhà khác đều đã bị thất thủ nên họ phải tăng cường phòng thủ cánh cửa của tòa nhà này, trả lại bằng vải để ngăn chặn bệnh nhân mất trí đến gần. Ju-hyun cảm thấy tò mò tại sao không có ai ở bên ngoài, dường như lúc này hơi yên tĩnh quá mức. Thời gian dần trôi, những cư dân khác trong tòa nhà lần lượt đi xuống. Thế cảnh tượng trong đại sảnh họ không hiểu lắm. Vì virus zombie bùng phát quá nhanh nên họ vẫn chưa nhận thấy điều gì bất thường. Ji-hyun kiên nhẫn giải thích cho mọi người hiểu là bên ngoài đang có những kẻ điên, mọi người tuyệt đối không được đi ra. Dấu tay đẫm máu trên cửa tầng hầm chính là bằng chứng tốt nhất. Nhưng những cư dân này không tận mắt nhìn thấy rồi đột nhiên lại không được đi ra khỏi tòa nhà, nên họ cảm thấy bất an, ồn ào muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Sebom thực sự không thể chịu được nữa nên lao về phía trước mở cửa kính ra, cửa mở rồi đấy, đi ra đi. Hành động của cô khiến mọi người phải im lặng, cảm thấy ở trong vẫn an toàn hơn, không nên ra ngoài. Ji-hyun thấy cần phải thông báo cho những cư dân khác nên yêu cầu Jeon-ok triệu tập mọi người tham gia một cuộc họp. Sebom đi về nhà dặn ký Seok-jun nếu có người khác gõ cửa thì không được mở. Seok-jun nói mình không gọi được cho mẹ. Nghe vậy Sebom mới nhận ra tín hiệu trên điện thoại của mình cũng bị gián đoạn. Không chỉ vậy, ngay cả TV cũng không có sóng. Bây giờ cô không dám xem nhẹ nữa mà lấy ra cây gậy đánh bóng chày trong nhà rồi mới đi ra ngoài. Cô định đi kiểm tra tình hình các tầng khác cùng Ji-hyun. Họ đã đi đến tận tầng hầm mà vẫn không thấy bóng dáng ai nên đoán rằng những người bị nhiễm bệnh đã về nhà rồi. Ji-hyun cũng cảm thấy hợp lý, vì khi bệnh zombie không phát tác, người nhiễm bệnh sẽ lấy lại sự tỉnh táo. Khi thấy trên người mình đầy máu, họ nhất định sẽ chạy về nhà để lau sạch vết máu. Người dân trong tòa nhà tập trung ở phòng tập gym, ngay cả bà Sung Siêu cũng tìm đến. Trước đó bà bị vợ Ju-hyun cào vào cổ, vết thương ngày càng nặng hơn, có lẽ chẳng bao lâu nữa bà cũng sẽ phát điên. Nhưng người trong gia đình lại không nhận ra sự bất thường của bà, cho nên đến bây giờ mọi người còn chưa biết người mắc virus zombie đang ở bên cạnh. Jungkook, đồng nghiệp của Ji-hyun liên tục nhấn mạnh bên ngoài rất nguy hiểm, không thể ra ngoài, nhưng mọi người vẫn nửa tin nửa ngờ. Nhất là luật sư Hae-seong kiêu ngạo, anh ta hỏi thẳng có ai đã tận mắt chứng kiến chưa? Mấy nhân chứng lập tức giơ tay, nhưng sau khi Hae-seong phát hiện họ đều là những người khách thuê ở tầng thấp, anh ta cho rằng sức phán đoán của họ kém cỏi, không thể chứng minh được sự thật. Lúc này Ju-hyun bốn mắt xấu xa lại gây chuyện, ông ta lấy ví tiền ra rồi nói, ai đi ra ngoài thám thính tình hình sẽ nhận được 300.000 tiền thù lao. Kẻ giết người sợ thiên hạ chưa đủ loạn này, chỉ muốn làm tình hình càng thêm nghiêm trọng. Như vậy ông ta sẽ không bị bắt đến đồn cảnh sát. Chẳng mấy chốc có người giơ tay đăng ký, họ đều là nhân viên dọn vệ sinh đến từ tỉnh khác, bằng lòng mạo hiểm vì tiền thù lao. Lúc mọi người kết thúc cuộc họp, vừa khéo bắt gặp Ji-hyun đi tuần trở về, anh thấy lạ khi thấy Ju-hyun cũng có mặt ở đó. Kẻ bị tình nghi như anh nên ở trong nhà chờ chứ, sao lại tự tiện chạy ra rồi? Lúc này Hae-seong giải thích, sau khi kẻ tình nghi bị bắt 48 tiếng, nếu không có chứng cứ thiết thực thì sẽ được thả tự do. Ji-hyun không quan tâm những điều này, anh hét to, lẽ nào mọi người không biết Ju-hyun là tội phạm giết người? Mọi người nghe xong lập tức giải tán, Jeon-ok luôn cho rằng Ji-hyun có chút chuyện bè xé ra to. Lúc bà ta đi ngang qua tầng hầm phát hiện có người gõ cửa ở ngoài muốn vào trong, bà ta cũng không nghĩ nhiều đang định mở cửa kính ra. Đột nhiên Jeon-ok nhìn thấy vết thương trên cổ đối phương, bà ta lập tức sinh nghi nhớ tới các triệu chứng của zombie. Bà ta đổ nước xuống đất qua tấm kính, người đàn ông ở đối diện như thể bị thứ gì kích thích. Anh ta không kìm được khẽ run lên, ngay cả ngón tay cũng trở nên cứng đờ, đối phương biến mất trong chớp mắt. Jeon-ok còn muốn tìm kiếm, đột nhiên một gương mặt đáng sợ xuất hiện ngay trước mặt. Sáng hôm sau, Sebom vừa tỉnh giấc, cô phát hiện Ji-hyun đang chuẩn bị dụng cụ bảo hộ. Hóa ra anh cảm thấy nhân viên dọn vệ sinh ra ngoài một mình sẽ gặp nguy hiểm, nên anh quyết định đi cùng họ. Sebom biết được, không khỏi nổi giận. Đừng quên anh cũng là người cách ly, việc nguy hiểm như vậy có thể nhận được nhiều tiền lương không? Ai dè cuối cùng ngược lại Sebom còn bị thuyết phục, cô quyết định ra ngoài cùng Ji-hyun. Nhưng trước khi xuất phát, họ còn không quên tới tìm Ju-hyun đòi 300.000 tiền thù lao. Cuối cùng cả đoàn người bước ra khỏi tòa nhà cách ly. Đột nhiên Dong-hyun chạy ra, nói rằng cũng muốn tham gia cùng. Sebom đoán chắc chắn anh ta muốn quay mấy video để cọ nhiệt, nhưng họ không chịu nổi độ mặt dày của đối phương, chỉ đành dẫn theo anh ta lên đường tiếp. Ju-hyun ở lại canh giữ tòa nhà, lập tức đóng cửa lại, có lẽ trong lòng lại đang âm mưu gì đó. Lúc này khu chung cư như thể thành phố ma, trống rỗng không một bóng người. Mọi người dạo một vòng, cuối cùng cũng trông thấy mấy bóng người ở lối ra. Một người trong số đó là quản lý chung cư. Sebom hơi ngạc nhiên, tối qua cô còn bắt gặp dáng vẻ bị lây nhiễm của ông ta, chẳng qua bây giờ ông ta tạm thời tỉnh táo. Lúc Sebom định bước tới trước đột nhiên bị Ji-hyun giữ lại. Anh dò hỏi, trong khu chung cư có người bị lây nhiễm không? Quản lý chung cư nói rằng lúc trước có phát hiện một số người, nhưng họ đều bị cách ly ở thư viện rồi. Mấy người họ ở đây là để lĩnh cơm hộp, nhưng họ chờ đã lâu mà không thấy ai tới. Nhân viên vệ sinh CQ trong số đó bỗng hơi hốt hoảng, vội bước tới gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Có vẻ bên ngoài khu chung cư cũng xảy ra tình huống khẩn cấp, mà sự thật cũng đúng như vậy. Trung tá Han của Cục Y tế liên tục nhận được thông báo khắp nơi trên thành phố đều bùng phát chuyện lây nhiễm ở nơi đông người. Anh ấy cũng không có biện pháp gì với việc này, hễ phát hiện chỗ nào là phong tỏa chỗ đó, bây giờ tình hình đã vô cùng nghiêm trọng. Các lãnh đạo nhanh chóng mở họp muốn tìm hiểu tình hình cụ thể bởi virus zombie ảnh hưởng thẳng tới đại não. Việc phát minh ra thuốc chữa trị vẫn chưa có tiến triển gì.
Sau khi các lãnh đạo nghe xong không khỏi hơi hốt hoảng. Lúc này Trung tá Han bước tới giải thích, tuy không có cách chữa trị nhưng nghiên cứu về vaccine đã có được tiến triển bước đầu, trong vòng một tháng sẽ cho kết quả. Nhưng có người tỏ ra nghi ngờ, bây giờ họ còn có thể cầm cự nổi một tháng không? Trung tá Han không hề giấu giếm điều này. Ở khu vực tập trung cách ly trong vòng 72 tiếng cho đến một tuần, số người nhiễm bệnh sẽ bùng phát theo chiều hướng tăng. Cho nên biện pháp có thể thực thi bây giờ chỉ mỗi cách ly. Các sếp nghe xong lòng thầm hốt hoảng, nhưng họ không biết rằng vừa rồi Trung tá Han đã nói dối. Chỉ có trợ lý bác sĩ mới rõ đối tượng nghiên cứu thí nghiệm vaccine đều đã chết, Trung tá Han bất đắc dĩ đành nói như vậy. Nếu để các lãnh đạo biết ngay cả vaccine cũng không còn hy vọng, vậy thì chắc chắn họ sẽ ra lệnh giết chết toàn bộ người nhiễm bệnh. CQ ở trong khu chung cư vỗ nửa ngày cũng chẳng có ai mở cửa. Ông ấy còn sơ ý dính đầy vết máu trên cửa lên mặt. Jihyun chỉ đành bảo mọi người rời khỏi đây trước. Sebom hơi tò mò về mấy người quản lý chung cư còn ở đây làm gì. Jihyun đoán họ muốn trốn khỏi nơi này. Họ lo lắng không tìm được đối tượng săn giết ở bên trong. Sebom cũng không biết phải làm sao với chuyện này. Cô đề nghị tốt hơn là gắng dự trữ thật nhiều vật tư. Thế là cả đám tới siêu thị. Ở đây vắng hoe không một bóng người, mọi người cũng không quản được nhiều như thế, lần lượt bắt đầu can quét. Đây là cách mua sắm mà nhiều người ao ước. Họ chẳng thèm nhìn ra, cứ thế bỏ thẳng vào giỏ mua hàng. Đồ đạc không phải cầm từng cái một mà là gạt thẳng vào trong xe, bởi vì ở đây bùng nổ virus zombie. Toàn bộ nhân viên bán hàng không biết đã đi đâu. Tuy nhiên cơ hội và nguy hiểm luôn tồn tại song song, họ nhanh chóng phát hiện ra vết máu trên đất. Trong đó Đông Huyên để lấy được tài liệu đã men theo vết máu đi thẳng vào trong kho. Đột nhiên anh ta phát hiện một cô gái đang liều mạng rửa tay. Ngay sau đó cô ta ngẩng đầu lên. Đông Huyên nhận ra đó là người nhiễm virus zombie. Xui xẻo một người khác cũng bất ngờ xuất hiện sau lưng. May là anh chàng đeo mặt nạ Andrew chạy tới đúng lúc, kéo anh ta trốn vào phía sau giá để hàng. Bây giờ họ mới tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Lúc này Jihyun và Sebom cũng phát hiện có người ở trong góc. Anh đi vào thì nhìn thấy là cô Thu Ngân đang run lẩy bẩy. Hóa ra sau khi cô ấy nhìn thấy bệnh nhân nhiễm virus zombie xông vào vẫn luôn trốn ở đây. Hai vợ chồng nhân viên dọn vệ sinh hoảng sợ chạy tới. Họ nói bên trong có một vũng máu lớn, do đó muốn đẩy đồ ra khỏi siêu thị. Kết quả vì họ chưa trả tiền nên kích hoạt chuông cảnh báo. Đông Hyun và Andrew trốn trong nhà kho thừa dịp chạy ra ngoài. Jihyun đoán có lẽ tiếng ồn sẽ thu hút người nhiễm bệnh tới đây. Thế là anh dẫn mấy người họ vội vàng rời khỏi siêu thị. Sebom đang định đóng cổng siêu thị lại, Jihyun lập tức ngăn cô lại. Bên trong vẫn còn hai người nữa. May là giây tiếp theo họ đã chạy ra ngoài, Jihyun và Sebom lập tức đóng cổng lại, ngăn người nhiễm bệnh ở bên trong. Nhìn những gương mặt dương nanh múa vuốt này, Sebom không khỏi âu sầu. Khu chung cư yêu quý thật sự đã bị vây hãm. Sau đó cả đoàn người đẩy xe nhỏ nhanh chóng chạy tới cửa tòa lâu nhà mình. Nhưng trợt ốc lại canh cửa kính bảo họ chờ lát nữa hắng vào. Bà ta kiểm tra xong có vết thương không rồi lại nói. Kể từ lúc bà ta tận mắt chứng kiến người nhiễm bệnh thì nhát gan như chim sợ cành cong. Sekiu không chịu lập tức xông lên nói lý. Đúng lúc Trần Ốc phát hiện vết máu trên mặt ông ấy, thế là bà ta càng không dám mở cửa. Sebom bước tới giải thích đó là vết máu ở trên cửa mà ông ấy cọ phải trước đó chứ không phải là cắn. Đột nhiên một tiếng hét sợ hãi và tiếng gõ vang lên, mọi người không khỏi sững sờ tại chỗ. Đây là tiết tấu những người nhiễm bệnh tới tấn công. Sebom đã mất bình tĩnh, cô vội lấy súng ra đe dọa Trần Ốc mở cửa, nhưng bà ta cũng điều mạng, nói rằng có bắn chết cũng không mở. Người bên ngoài đã sắp phát điên. May là lúc mấu chốt, Jungkook dẫn Seojun đi đến đại sảnh dưới lầu. Anh lập tức mở cửa cho mọi người vào trong. Sekiu kích động nhất, hét to rồi xông lên đẩy Trần Ốc xuống đất. Jihyun đóng cửa lại, lúc này mới xác định được nguồn gốc của tiếng động đáng sợ kia. Hóa ra là do tiếng phát ra từ di động. Vừa rồi để ủng hộ Trần Ốc, Chu Hyung hạ quyết tâm không cho anh vào trong. Ông ta mở ghi âm điện thoại của mình ra. Đó là đoạn cầu cứu lúc vợ ông ta phát bệnh. Chu Hyung thật sự tưởng rằng làm vậy sẽ hại chết anh được, còn mình sẽ thoát tội. Ai ngờ mấy trò vặt nực cười này đã bị vạch trần ngay lập tức. Hơn nữa ông ta đã hoàn toàn chọc giận Jihyun. Chỉ thấy anh dùng hai tay bôi đầy máu tươi lên mặt Jihyun. Sau đó anh nói với ông ta rằng đó đều là máu lấy trên người bị nhiễm bệnh. Anh dọa cho ông ta ngồi xổm trên đất luôn miệng gào thét thảm thiết. Lúc này Sebom cũng chạy vội tới, cô ôm lấy anh không ngừng nhẹ giọng an ủi. Bây giờ mới làm anh dần bình tĩnh lại. Không ngờ Sebom trước giờ luôn tùy hứng cũng có vẻ dịu dàng. Cùng lúc đó một lượng lớn dân chúng diễu hành đứng bên ngoài cửa khu chung cư, họ yêu cầu chính phủ xử lý hết những người bị nhiễm bệnh trong đó. Bởi vì vừa rồi có người trốn ra ngoài, tuy rằng người nọ đã bị bộ y tế bắt sống nhưng đây không phải là kế lâu dài. Ai ngờ Trung tá Han lại ra lệnh thả người nhiễm bệnh vừa bắt được ra, để người đó xông vào đám người đang thị uy. Trên đời này không có bức tường nào chẳng sụp cả, cũng không có khu cách ly virus an toàn tuyệt đối nào. Chủ nhân này canh giữ nghiêm ngặt 4 ngày cuối cùng nghênh đón sự đả kích mang tính hủy diệt. Hôm trước họ mạo hiểm tới siêu thị tìm một đống vật tư, đồng thời họ cũng nhận ra khu chung cư đã đầy ắp zombie. Các dân cư tụ tập cùng nhau, có người đề nghị dứt khoát xông ra khỏi đây, nếu cứ ở đây sớm muộn gì cũng toi mạng. Jihyun lập tức phủ nhận, chưa kể tới việc có thể vượt qua hàng rào hay không, chưa biết chừng bên ngoài còn nguy hiểm hơn cả chung cư. Anh vừa nói vậy cuối cùng cũng củng cố được quyết tâm của dân cư thủ vững tòa lầu. Jihyun và Sebom không ngừng suy nghĩ về lỗ hổng phòng thủ, họ sợ có lỗ hổng sẽ khiến đám zombie vào được.
Đột nhiên Sebom nghĩ tới một nơi, đó chính là sân thượng nối liền với cầu vượt. May là họ phát hiện ra sớm. Andrew vẫn luôn ở trên sân thượng, không nhìn thấy người nhiễm bệnh nào xông vào. Sebom lập tức khóa cánh cửa lối vào trên sân thượng. Lúc này họ mới yên tâm hơn một chút. Hai người ngắm cảnh đêm, Sebom rất tò mò không biết đám bị nhiễm bệnh kia đang làm gì. Sau đó cô dặn Jiwin, sau này đừng tùy tiện bôi máu lên tay, nhớ đâu bị lây nhiễm thì phải làm sao. Jiwin mỉm cười, Andrew cũng đâu có bị nhiễm bệnh, sao tôi sẽ bị chứ? Lúc hai người trở về nhà, vừa khéo bắt gặp đại diện tòa nhà đến gõ cửa. Hóa ra bà ta cố ý tới xin lỗi, nhưng chẳng hề mang chút thành ý nào. Bà ta còn của trách họ mấy hôm trước ở bên ngoài, cả người toàn là máu mà chẳng thèm giải thích lấy một câu. Nếu chưa chắc chắn thì bà ta sẽ không cho họ vào. Sebom hơi cạn lời với thành kiến về sự khác biệt giai cấp đã ăn sâu vào tận xương tủy, đây là làn danh mà họ không thể vượt qua nổi. Jiwin không muốn giao lưu với loại người này, thế là anh đến phòng gym tìm huấn luyện viên Seungbom. Đối phương vẫn luôn tự cách ly một mình bởi vì rất nhiều dấu hiệu cho thấy có lẽ cậu ta đã nhiễm virus zombie. Chẳng qua trước đó Jiwin không muốn làm những người khác hoảng sợ cho nên anh đã sắp xếp đồng nghiệp thay nhau canh chừng 24 giờ. Seungbom cũng rất cảm kích với việc này, cậu ta cũng rất có kỷ luật, ở yên trong phòng gym không dám ra ngoài nửa bước. Tuy nhiên cậu ta không gây chuyện nhưng rắc rối vẫn cứ tự tìm tới. Người đến chính là Joo Hyung, tiểu nhân xấu xa. Trước đó ông ta bị bôi máu lên mặt, sợ hãi ở nhà rửa mặt đúng một tiếng đồng hồ. Đột nhiên ông ta nhìn thấy trợ lý của vợ đang uống thuốc. Joo Hyung vội chạy tới ngăn cản cô ta. Chính vợ ông ta bị nhiễm bệnh sau khi uống thuốc. Lúc này Sang Hee giải thích rằng thuốc vợ ông ta uống là thực phẩm chức năng do phòng gym bán, còn mình chắc chắn sẽ không uống thuốc bừa bãi. Nghe xong Joo Hyung lại nổi lên ý xấu, lập tức chạy tới phòng gym tìm Seung Bom đang bị khóa. Ông ta ép hỏi cậu ta có phải đã bán thuốc cho vợ mình không, nhưng Joo Hyung không phải đến trả thù cho vợ mà là muốn mua một ít thuốc mang mầm bệnh. Dĩ nhiên Seungbom không chịu thừa nhận chuyện này rồi. Joo Hyung ỉ vào đối phương đang bị còng nên to gan hơn một chút. Ông ta đứng từ xa ra sức lấy bóng ném Seungbom. Jiwin đang trực cũng cản lời khi thấy cảnh này, anh nghĩ bụng lát nữa thể nào chẳng có kịch hay. Quả nhiên không lâu sau Joo Hyung thảm rồi, Seungbom liều mạng tóm lấy gót chân của ông ta định xông tới cắn mấy miếng như dã thú. Tiếc là tay cậu ta bị còng nên không thể tiến lên trước được. Jiwin đứng bên cạnh chứng kiến cả quá trình, anh cảm thấy cũng đủ rồi nên lúc này mới thong thả đi ra. Anh nói với Joo Hyung rằng đây là ông ta tự tạo nghiệt. Sau đó Jiwin mới không tình nguyện kéo ông ta ra, ông ta rất khó hiểu tại sao anh muốn giúp Seungbom che giấu bệnh tình. Jiwin không giải thích mà là đe dọa nếu như Joo Hyung nói ra chuyện thì sẽ công bố đoạn video. Anh sẽ nói rằng ông ta cũng bị người nhiễm bệnh cắn, sau đó anh đi đến trước mặt Seungbom. Ai ngờ Joo Hyung chẳng những không cảm kích mà còn muốn đánh lén sau lưng anh, nhưng ngay lập tức đã bị anh hóa giải. Ông ta biết mình đánh không lại nên vội vã chạy trốn ra ngoài. Đúng lúc bắt gặp Seungbom đang đi tới, ông ta lại bị đá nhào trên đất. Jiwin cực kỳ ấm ức, thấy vợ chồng luật sư đi ngang qua, ông ta hét to rằng Jiwin dụ người nhiễm bệnh giết mình. Dĩ nhiên luật sư sẽ không tin là thật, nhưng chuyện Seungbom bị bệnh đã không còn giấu được nữa. Họ lập tức báo chuyện này cho đại diện tòa nhà. Lúc luật sư Hae-sung về nhà, vừa khéo trông thấy một người bên ngoài tòa lầu đang đứng cổng thông tin. Đối phương nói cần luật sư trợ giúp về việc có liên quan đến pháp luật, muốn gặp mặt trò chuyện trực tiếp với anh ta. Một lúc lâu Hae-sung vẫn chưa lên tiếng, suy nghĩ một lúc anh ta vẫn đồng ý gặp mặt đối phương. Vợ anh ta thấy chồng vội vội vàng vàng ra cửa, cảm thấy có chút không thích hợp. Soo-jun do lịch sử mới biết chồng mình muốn đi gặp người ở bên ngoài tòa nhà, thế là cô ta lập tức đi cầu cứu Sebom. Cô dứt khoát cầm gậy bóng chày đi xuống tầng hầm. Lúc này Hae-sung đã tới cổng của tầng hầm. Anh ta không hề đề phòng người đàn ông có vẻ mặt cổ quái này còn định mở khóa cửa ra. May là lúc mấu chốt Sebom chạy tới kịp để anh ta ra rồi chặn người đàn ông xa lạ đang muốn đi vào ở ngoài cửa. Cô ta ép cho đối phương chỉ đành bất đắc dĩ rời đi. Rõ ràng người này đã bị nhiễm bệnh lang thang khắp nơi tìm máu uống, nhưng Hae-sung được cứu lại không biết ơn còn trách cô đuổi khách hàng của mình. Lúc này Jiwin vẫn luôn canh chừng bên cạnh Seungbom, đợi cậu ta tỉnh táo lại thì thôi. Anh tính thời gian phát bệnh kéo dài liên tục 15 phút, anh vén tấm thảm ra rồi hỏi cậu ta uống thuốc khi nào. Đối phương cũng không giấu giếm, cậu ta nói khi tòa lầu bị phong tỏa vì quá áp lực nên cậu ta lén chạy vào trong xe lấy một ít thuốc. Nhưng Seungbom không ngờ mới uống có 2 viên đã bị nhiễm virus rồi. Ngoài ra cậu ta có thể nhẫn nhịn không phát điên nhưng không đỡ nổi sự khiêu khích liên tục của Joo Hyung. Jiwin khuyên cậu ta nhất định phải nhịn, số lần phát bệnh càng nhiều thì về sau càng khó kiểm soát, mãi đến khi đánh mất ý thức. Hôm đó có quá nhiều chuyện xảy ra, hai người Jiwin và Sebom lại tới sân thượng thả lỏng tâm tình. Sebom cảm thấy ban ngày anh biểu hiện quá bạo lực, đối phó với tội phạm bình thường phải là một người đóng vai ác, người còn lại giả vờ tốt bụng. Tính anh lương thiện sau này cứ để cô làm người ác. Ngoài mặt Jiwin không dám làm trái nhưng trong lòng lại cực kỳ kháng cự. Chuyện Seungbom bị nhiễm bệnh đã bị đồn khắp nơi, luật sư cực lực chủ trương muốn đuổi cậu ta ra khỏi tòa nhà. Thế là anh ta gọi tất cả người dân bỏ phiếu quyết định. Anh ta giải thích từ góc độ pháp luật, xua đuổi người nhiễm bệnh là phù hợp với quy định của nơi lánh nạn khẩn cấp. Sau đó anh ta cho mọi người xem video Seungbom phát bệnh, Sebom ở bên cạnh lập tức ngắt lời. Cô hỏi có ai từng bị nhiễm Covid chưa? Một ông cụ trong số họ lập tức giơ tay nói rằng chẳng ai mong bị nhiễm bệnh cả. Sebom rất tán thành với ông.
Bị nhiễm bệnh không phải là lỗi của người mắc. Thử nghĩ xem, nếu người bị lây nhiễm là một trong số các vị ở đây hoặc người nhà của các vị, sau khi đuổi Sương Bơm đi thì tiếp theo sẽ đuổi ai đây? Thế mọi người có xu thế dao động, Hye Sung cắt ngang lời phát biểu của cô, bắt đầu bỏ phiếu đi. Có 9 phiếu đồng ý đuổi Sương Bơm đi, trong đó bao gồm cả đại diện tòa nhà. Sê Bơm thấy thế rất tức giận, chính bà ta là người đã khuyên cậu ta tới đây và chấp nhận kết quả bỏ phiếu, bây giờ lại giơ tay đồng ý. Có 9 người phản đối. Trong lúc hai bên giằng co, một người mặc áo bảo hộ đi vào. Anh ta là người sống ở tầng 15, cuối cùng bỏ phiếu phản đối. Sau cùng, Sê Bơm đã được ở lại đây, nhưng tiếp theo sẽ bị người trông chừng 24 giờ. Huyên Kyung sống ở tầng 3 nói rằng hai anh em họ nhận lượt đầu tiên. Lần này may mà có hộ ở tầng 15 xuất hiện kịp thời. Sê Bơm cố ý đưa Sê Hun lên lầu để bày tỏ lòng biết ơn. Trong lúc trò chuyện, hóa ra đối phương là người suy luận về nguy cơ mặt thế. Lúc này anh ta lo lắng sẽ bùng nổ nguy cơ mặt thế như thiên tai, chiến tranh gì đó, cho nên anh ta đã chuẩn bị rất nhiều vật tư quân dụng. Sebom nghe xong thì rất tò mò, thế là cô đòi đến nhà anh ta xem thử. Sehun ngẫm nghĩ một lúc cuối cùng vẫn dẫn cô đi vào. Có lẽ Jeon Ok ở bên kia cũng thấy thẹn trong lòng, bà ta cố ý tới tìm Sương Bơm để xin lỗi. Bà ta biết người mắc bệnh dễ khát nước còn tốt bụng đưa ly nước cho cậu ta. Cuối cùng Jiwin dẫn theo anh em Huyên Kyung tới trông chừng, anh còn đặc biệt dặn dò họ. Nếu Sương Bơm khát nước thì phải cực kỳ cẩn trọng. Khi Jiwin đến phòng của Sương Bơm thì ly nước trên bàn đã không thấy. Cậu ta nói với anh người mặc đồ bảo hộ ở tầng 15 đã từng mua thuốc của phòng gym. Jiwin nghe xong lập tức nhớ ra Sebom vừa rời đi cùng người nọ. Thế là anh chạy vội về nhà, quả nhiên cô không ở nhà. Thế là anh lại chạy lên tầng 15. Đúng như câu nói nhà ruột còn gặp mưa rào, chuyện này vẫn chưa tới hồi kết mà nguy cơ khác đã xuất hiện. Sau khi Dong Hyun đi tìm kiếm vật tư từ siêu thị về, anh ta phát hiện không thấy di động quay video đâu. Bồ Ram nhắc nhở anh ta rằng di động đã bị rơi ở cổng tòa nhà. Dong Hyun không dám ra ngoài một mình, anh ta quyết định bỏ tiền ra thuê Bồ Ram đi lấy di động giúp mình. Bây giờ đối phương đang thiếu tiền nên nghiến răng đồng ý vụ làm ăn này. Bồ Ram không thấy ai ở bên ngoài, thế là lặng lẽ bước ra khỏi tòa nhà. Nhưng cô ấy vừa mới nhặt di động lên thì phát hiện có một người đàn ông kỳ lạ xuất hiện ngay bên cạnh. Bây giờ ai dám lởn vởn ở bên ngoài thì chắc chắn là người bị nhiễm bệnh. Bồ Ram sợ quá liên tục lùi lại về phía sau. Lúc này anh em Hyun Kyung đang trông chừng Sương Bơm bỗng nghe thấy tiếng gõ ở hành lang. Thì ra là Dong Hyun và Bồ Ram đã chạy trở về tòa lầu, nhưng họ không kịp đóng cửa lại nên đám zombie đã xông vào trong. Hơn nữa không chỉ có một người. Anh em Hyun Kyung phát hiện có tiếng động lạ vang lên chỗ cầu thang, thế là Su Min dũng cảm mở cửa cứu hỏa để kiểm tra. Ngay lúc anh ấy cảm thấy may mắn vì không có gì bất thường, Hyun Kyung trơ mắt nhìn anh mình bị kéo đi. Cô ấy sợ đến mức chạy vội đến phòng gym và khóa chặt cửa lại. Nhưng Hyun Kyung không thấy Sương Bơm đã uống cốc nước kia rồi, nhưng cô ấy cảm nhận được ánh mắt đói khát của cậu ta. Hyun Kyung mới nhận ra rằng phòng gym cũng không an toàn. Ở phía bên kia, Ji Hyun đến nhà Sehun. Sau khi gõ một lúc, cánh cửa chỉ mở ra một khe hở nhỏ. Ji Hyun nói rằng anh muốn gặp Sebom, nhưng đối phương nói rằng Sebom rất bận, muộn chút sẽ mở cửa. Ji Hyun vô cùng tức giận, lập tức bày tư thế muốn phá cửa xông vào. Sehun hết cách đành phải thỏa hiệp và mở cửa cho Ji Hyun vào. Anh vào phòng lượn một vòng, anh phát hiện Sebom đang vui vẻ thưởng thức đồ ăn vặt trong phòng khách. Hóa ra Ji Hyun đã nghĩ quá nhiều, nhìn dáng vẻ giận dữ của Sehun, Ji Hyun thấp giọng cầu xin Sebom hợp tác với mình, giải thích với anh ta. Chúng tôi mới cưới nên tôi quá nhớ cô ấy. Khi Sebom rời đi, Sehun còn đưa cho cô một túi to toàn đồ ăn vặt. Ji Hyun vẫn còn hơi lo lắng. Anh vừa giúp Sebom kiểm tra vết thương vừa kể cho cô nghe về chuyện hộ gia đình này đã từng mua thuốc virus. Sebom không để ý mấy mà thay vào đó cô bắt đầu lo lắng về vết thương bị người nhiễm bệnh cao sức lúc trước. Đến tận bây giờ nó vẫn chưa có dấu hiệu lành lại. Lúc này Seo Jun đang ở nhà một mình nghe thấy ai đó bấm chuông ngoài cửa, nhưng thiết bị thông tin không trông thấy ai. Cô bé tò mò mở hé cửa ra nhìn. Đột nhiên một người đàn ông lạ xuất hiện và nói rằng mình là bạn của mẹ cô gái. Anh ta bảo cô bé mở chốt an toàn ra. Seo Jun lập tức cảm thấy không ổn, cô bé dốc hết sức đóng cửa lại. Người đàn ông xa lạ vẫn muốn dụ dỗ tiếp. Đúng lúc Ji Hyun và Sebom quay lại, họ nhận ra người đàn ông này. Đó là người bị lây nhiễm virus của tòa nhà khác. Anh rất tò mò làm thế nào đối phương vào đây được. Người đàn ông xa lạ hơi hoảng hốt, anh ta nói mình nói vào đây từ sảnh tầng 1. Anh ta còn nói mình chưa bao giờ cắn ai. Sebom không nói lên lời, hãy lau sạch máu trên miệng trước khi nói dối. Bây giờ anh ta không điên nên biết hai người trước mặt không dễ chọc vào, thế là tùy tiện tìm một lý do rồi co ro chạy. Ji Hyun đã theo dõi anh ta cho đến khi đuổi anh ta ra khỏi tòa nhà, sau đó anh khóa cửa chính vào. Ji Hyun quyết định đi kiểm tra các tầng khác, có thể người bị nhiễm virus khác cũng đã vào trong. Đến bây giờ Hyun Kyung trong phòng gym vẫn chưa thể bình tĩnh lại, cô vừa nhìn thấy anh trai bị zombie kéo đi. Sebom đang bị còng tay liên tục cầu xin Hyun Kyung thả mình ra. Có lẽ Hyun Kyung sợ hãi quá rồi, cô ấy lại thực sự ném chìa khóa còng tay qua đó. Sebom được thả tự do, lao đến máy lọc nước như điên, cậu ta bắt đầu dốc sức uống nước. Nhưng tiếc là làm thế vẫn không thể giải được cơn khát. Thế là cậu ta nhìn chằm chằm vào cổ Hyun Kyung một cách tham lam. Cô gái hoàn toàn bị dọa sợ, chạy hết sức lực về phía tầng hầm. Kết quả, Sun Ji Hyun và Sebom cũng đến phòng gym nhưng họ không thấy bóng dáng của Hyun Kyung đâu. Họ chỉ thấy Sebom thẫn thờ ngồi bên máy lọc nước. Ji Hyun thấy cậu ta vẫn còn tỉnh táo, thế nên anh lặng lẽ đến gần định khóa cậu ta lại. Kết quả Sebom phát điên ngay lập tức.
Cậu ta lao về phía Ji-hyun như điên. May mắn thay Se-bom đã lao ra cứu anh đúng lúc. Cả hai đều giỏi cận chiến, phối hợp đánh cho Se-bom không có sức chống trả, nhưng đối phương không hề biết đau vẫn muốn lao về phía hai người họ. Đột nhiên tiếng súng nổ vang, Se-bom ngã xuống đất ngay lập tức. Hóa ra người đến là Trung tá Han, hóa ra người mà Hyun-kyung vừa gặp ở tầng hầm chính là anh ấy. Se-bom hơi tức giận khi thấy Se-bom bị giết chết. Cô cũng có một khẩu súng nhưng không máu lạnh bằng Trung tá Han mà thôi. Lần này Hyun-kyung bị kích thích không nhẹ, Trung tá Han vẫn vô cùng chu đáo lấy nước và thuốc ngủ ra, cứ để cô ấy nghỉ ngơi thật tốt. Se-bom đoán ra ngay Trung tá Han đang lấy nước thử xem cô có bị nhiễm bệnh không. Trung tá Han không phủ nhận vì virus vẫn còn tồn tại trong cơ thể Se-bom, thế nên vết thương mới không lành được. Se-bom nghĩ đến việc mình vẫn còn phải kiểm tra sức khỏe định kỳ. Cô hỏi Trung tá Han, anh tới đây để rút máu tôi đấy à? Kết quả đối phương thẳng thắn nói ra mục đích đến đây, Trung tá Han tới đây để đưa Seo-jun ra ngoài, mẹ cô ấy muốn gặp con gái. Ngoài ra anh ấy còn muốn thông báo một số việc với người dân trong chung cư. Thế là Ji-hyun rất tích cực đi đến từng nhà thông báo cho hàng xóm. Anh đến căn phòng tạm bợ ở tầng 2, tình cờ nhìn thấy nhân viên vệ sinh và đồng nghiệp Trung Quốc đang trốn bên trong. Mấy người đều rất may mắn. Ban sáng họ đã trông thấy người bị lây nhiễm virus xông vào hành lang. Họ sợ đến mức quên luôn cả chạy trốn. May mắn thay Wu Chang trong số đó đã phản ứng theo bản năng. Ông ta lấy cây thanh giá ra, nó đã xua đuổi người bị lây nhiễm một cách kỳ diệu, bây giờ mới không có ai bị cắn. Qua lời kể của đồng nghiệp Ji-hyun biết được có lẽ Dong Hyun là người mở cửa chính thả đám zombie vào trong. Thế là anh nổi giận đùng đùng chạy tới nhà anh ta tính sổ. Lúc này anh ta đang upload video không hề cảm thấy tự trách chút nào. Ji-hyun giận dữ kéo anh ta lên và tịch thu điện thoại di động của đối phương. Chỉ vì hành vi vô trách nhiệm của Dong Hyun mà có bao nhiêu người bận tối tăm mặt mũi vì chuyện này. Trung tá Han kiểm tra người bị lây nhiễm tới tận tầng thượng. Qua lời kể của anh chàng đeo mặt nạ, anh ấy biết có hai người của tòa nhà khác đã đi theo cầu vượt trở về. Trung tá Han nhìn khóa cửa bị vỡ nát, anh ấy tiện tay mở giam rồi ngó thử. Quả nhiên thấy người bị nhiễm bệnh đang lén la lén lút. Lúc này Ji-hyun cũng lên sân thượng, anh có nhiều điều muốn hỏi Trung tá Han. Ji-hyun cảm thấy Trung tá Han không thể nhân từ đến thế, chưa chắc chỉ đến đây để đón con gái ra ngoài gặp mẹ mình. Thậm chí vừa nay anh ấy nổ súng giết người cũng chẳng thèm chớp mắt. Trung tá Han không bào chữa nhưng cũng không chịu tiết lộ thêm. Ji-hyun lại thay đổi câu hỏi, vết thương của Se-bom có nguy hiểm không? Với cả những người khác bị nhiễm bệnh có trường hợp nào bị trầy xước rồi lành lặn không? Trung tá Han nói rằng chỉ có 4 người, ngoài Se-bom ra những người khác cuối cùng đều bị nhiễm bệnh. Có lẽ việc Se-bom nhiễm bệnh chỉ còn là vấn đề thời gian. Điều này khiến Ji-hyun rất lo lắng, anh còn muốn hỏi thêm gì đó thì Se-bom chạy tới và nói, người dân đã tới tham dự cuộc họp đông đủ rồi. Thế là Trung tá Han lập tức đến phòng họp. Anh ấy nói rằng có việc quan trọng cần thông báo. Bắt đầu từ tối nay, khu chung cư sẽ bị cắt điện nước. Người dân nghe xong đều hoảng sợ, có phải làm vậy là muốn từ bỏ mọi người không? Trung tá Han phớt lờ đám đông ồn ào mà chỉ nhìn đồng hồ, thời gian vừa đúng 4 giờ. Tiếng còi báo động ầm ĩ bỗng vang lên bên ngoài, đây là thông báo thực hiện giới nghiêm khẩn cấp. Họ yêu cầu tất cả người dân thành phố ở nhà và không được ra ngoài. Bấy giờ dân cư ở đây mới nhận ra tình hình bên ngoài cũng rất nghiêm trọng. Trung tá Hàn giải thích vì công ty điện lực xuất hiện người bị lây nhiễm virus, đó là lý do tại sao điện bị cắt. Ngay sau đó, anh ấy lại hứa chỉ còn 4 ngày nữa khu chung cư sẽ được dỡ lệnh phong tỏa. Mọi người nghe thấy, trong lòng mới cảm thấy thoải mái hơn. Lúc này, Seo-jun quyết định không đi cùng Trung tá Han ra ngoài thăm mẹ. Vì trước đây Trung tá Han đã đi tìm cô bé trò chuyện riêng, cô bé cảm nhận được rõ ràng Trung tá Han cũng muốn đưa Se-bom đi. Sau khi Se-bom biết được chuyện gì đã xảy ra, cô cầm tấm thiệp chúc mừng Seo-jun chuẩn bị cho mẹ lên sân thượng tìm Trung tá Han. Cô phát hiện cửa ra vào đã bị chặn lại, nhưng Se-bom không bận tâm. Sau đó cô hỏi Trung tá Han tại sao anh đến khu chung cư. Lần này Trung tá Han không giấu giếm nữa mà nói muốn đưa Se-bom về cơ sở nghiên cứu, nhưng anh ta vẫn phải xác nhận lần cuối. Chỉ thấy người đàn ông này rút súng lục bắn mở cửa ra. Một người bị nhiễm bệnh lập tức lao ra ngoài đè Se-bom xuống đất. Lúc mấu chốt anh ấy vẫn nổ súng cứu Se-bom. Bên kia Ji-hyun và đồng nghiệp đã đến phòng gym, nhưng họ phát hiện không thấy thi thể của người bị nhiễm bệnh đâu. Họ điều camera giám sát ra xem, mấy binh lính sinh hóa lại mổ đầu của thi thể ra. Ji-hyun nhớ tới lời Trung tá Han đã nói, kháng thể virus có trong não người. Anh đoán ngay được mục đích chuyến thăm lần này của Trung tá Han, anh ấy sẽ làm điều gì đó tồi tệ với Se-bom. Thế là anh lập tức chạy lên sân thượng cứu người. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Trung tá Han uy hiếp người ta rồi đỡ Se-bom ngất xỉu đi thang máy xuống dưới tầng. Đồng nghiệp Trung Quốc đang bảo vệ lối vào ở thang máy bị chĩa súng chỉ có thể trơ mắt nhìn họ rời đi. May là không lâu sau Ji-hyun đã tới. Sau khi biết tin Se-bom bị bắt, anh lập tức đuổi theo Trung tá Han. Thấy xe sắp ra khỏi khu chung cư, Ji-hyun vẫn chưa chịu bỏ cuộc, mà trái lại anh thừa dịp đối phương dừng một lúc ở trạm kiểm soát mà nhảy lên xe. Anh chĩa súng vào Trung tá Han cũng không hề quan tâm đến những người lính xung quanh mình. Trung tá Han muốn lén lấy súng lục, ai ngờ Se-bom ở ghế sau đột nhiên tỉnh dậy, cô giành lấy súng lục trước. Trung tá Han ngạc nhiên, vừa nãy anh ấy đã tiêm lượng thuốc an thần đủ để một con voi ngủ say, nhưng sao cô lại tỉnh dậy như vậy? Se-bom phớt lờ anh ấy, Ji-hyun nhảy xuống khỏi xe và đe dọa binh lính hạ vũ khí xuống. Trung tá Han ra lệnh cho mọi người làm theo, sau đó anh ấy xuống xe và hỏi Se-bom làm thế nào cô mới chịu kiểm tra. Se-bom cũng không ngờ Trung tá Han lại yêu cầu điều này, vì vậy cô rất phối hợp để bác sĩ rút máu mình.
Cô cho rằng làm vậy có thể hỗ trợ việc nghiên cứu vaccine. Chị Huynh thắc mắc tại sao Trung tá Han lại bắt cóc C-bom, anh định mổ não của cô ấy à? Trung tá Han nói dĩ nhiên là không, họ mổ não người chết chỉ để xem người bị lây nhiễm có kháng thể hay không. Nhưng C-bom thì khác, dịch mổ của cô ấy có chứa một loại kháng thể mới, chỉ cần lấy ra một ít là có thể tạo được thuốc trị liệu hiệu quả, nhưng thứ này cần được sản xuất hàng loạt, vì vậy họ phải nghiên cứu và thử nghiệm thêm bước nữa. Trước khi thành công, anh ấy phải giải quyết chuyện này một cách bí mật, vì nhiều quan chức cấp cao bị nhiễm bệnh đã không đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nếu để họ biết được chất lỏng trong máu của C-bom có thể chữa được bệnh, chắc chắn sẽ rút cạn máu của cô. Ji-hyun rất hài lòng sau khi nghe điều này, anh càng quyết tâm bảo vệ C-bom hơn. Sau đó C-bom và Ji-hyun lại lên sân thượng, tâm trạng căng thẳng của hai người họ dần lắng xuống. C-bom cho rằng Trung tá Han không quá máu lạnh. Lúc nãy trong lúc rằng co, anh ấy đã không bắn chết người bị lây nhiễm bằng một phát súng mà thả người nọ đi. Sau đó anh ấy mới tiêm thuốc an thần cho C-bom. Mãi sau này anh ấy mới nhận ra tại sao C-bom hôn mê lại thức tỉnh nhanh chóng, bởi vì có một loại virus zombie trong não của cô. Cô có được năng lực phục hồi nhanh chóng của người bị nhiễm bệnh, đây là triệu chứng điển hình của việc sản sinh ra kháng thể. Nói xong, Trung tá Han mở một phòng bệnh ra, bên trong là mẹ của Seo-jun bị nhiễm bệnh. Hóa ra Trung tá Han đã lừa dối Seo-jun, trong thời gian này anh ấy vẫn chưa thể đưa được tấm thiệp của cô bé. Lúc này Hyun-kyung ở khu chung cư nhận được cuộc gọi cửa của anh trai. May thay đối phương còn chưa chết, chẳng qua anh ấy không dám đến tìm em gái sau khi bị cắn. Su-min cứ trốn suốt dưới tầng hầm không đi đâu cả. Họ đang nói chuyện thì màn hình đột nhiên tối sầm, sau đó ánh đèn trong các tòa nhà cao tầng của cả thành phố tắt ngúm trong nháy mắt. Cuối cùng việc ngắt điện đã bắt đầu. Se-bom và Ji-hyun không bị ảnh hưởng bởi việc mất điện, họ đang vui vẻ ăn mì ăn liền. Người có ánh sáng trong lòng thì không bao giờ sợ bóng tối. Tình hình nhiễm virus đang trở nên tồi tệ hơn, các quan chức đã phải thực hiện các biện pháp cách ly bắt buộc. Họ yêu cầu tất cả người dân không được ra ngoài, thậm chí một số khu chung cư còn bắt đầu mất điện nước. Mặc dù người dân đã được thông báo rằng lệnh phong tỏa sẽ bị dỡ bỏ sau 4 ngày nữa, nhưng liệu nó có thực sự diễn ra suôn sẻ như vậy không? Tuy nhiên, Ji-hyun và Se-bom vẫn tràn đầy tin tưởng vào tương lai. Họ đang dốc sức để giải quyết cuộc khủng hoảng này. Ji-hyun đoán rằng hôm nay trời sẽ mưa to, anh dẫn Se-bom lên sân thượng xếp thùng chứa từ sớm. Họ định tích trữ một ít nước. Se-bom rất tò mò, bây giờ bầu trời quang đãng, sao anh ấy biết trời sẽ mưa nhỉ? Đến nửa đêm Se-bom đột nhiên ngồi bật dậy, Ji-hyun thực sự đã đoán trúng, ngoài trời đang mưa rất to. Se-bom muốn đặt thêm nhiều thùng nữa, bỗng nhiên họ bị giật mình bởi Jungkook nói mơ khi đang ngủ. Thế anh ấy ôm chặt cây thánh giá, Se-bom có chút tò mò, Jungkook theo đạo từ khi nào thế? Ji-hyun vô cùng thông cảm, trong lòng mỗi người đều nên có một tín ngưỡng. Hyun-kyung cũng không ngủ nổi, trước đó cô ấy đã trò chuyện với anh trai qua thiết bị ở cửa. Cô ấy biết được anh mình đang lang thang bên ngoài. Có lẽ vì áy náy một mình Hyun-kyung đến sảnh tầng 1, tình cờ cô ấy thấy Su-min đang uống nước mưa ở ngoài. Hyun-kyung rất rối rắm, cô ấy muốn để anh trai vào nhưng lại sợ bị nhiễm virus. Sáng sớm hôm sau, Se-bom và Ji-hyun lên thu nước trên mái nhà, họ tình cờ gặp cô lao công. Chỉ thấy đối phương lấy một mảnh quần áo dính máu ra và nói rằng mình phát hiện trong túi rác ở cầu thang tầng 4. Ji-hyun và Se-bom không khỏi ngạc nhiên, rất có thể đây là quần áo mà người bị nhiễm virus đã từng sử dụng. Thế là cả hai lập tức lên tầng 4 để điều tra. Họ đến nhà Hyun-kyung trước. Ji-hyun hỏi thẳng đối phương bộ quần áo này là do cô vứt đúng không? Dĩ nhiên Hyun-kyung cực lực phủ nhận điều đó. Sau khi ra ngoài, Se-bom có chút cạn lời. Trước kia cậu thẩm vấn phạm nhân cũng hỏi như vậy à? Nhưng suy nghĩ của Ji-hyun vẫn rất tinh tế, anh nghĩ ngay đến việc anh trai của Hyun-kyung vắng mặt. Sau đó Ji-hyun cùng Jungkook xuống tầng hầm kiểm tra. Tuy họ không hề phát hiện ra dấu vết của Su-min nhưng lại thấy một hộp cơm đã ăn xong. Sáng sớm hôm sau, Hyun-kyung mang theo một giỏ đồ dùng lén lút mang lên phòng ở tầng 11. Khi cô ấy đi ra đúng lúc bắt gặp Ji-hyun và Se-bom, ngoài ra Hyun-kyung đã bị hai người họ theo dõi từ lâu. Việc đã đến nước này, Hyun-kyung đành phải thừa nhận cô ấy thấy anh trai ở bên ngoài rất đáng thương, thế là lén đưa Su-min đi cách ly. Chủ nhân của căn phòng này vẫn luôn vắng nhà, thông thường vợ chồng nhân viên vệ sinh chịu trách nhiệm chăm sóc nó. Hyun-kyung vô tình biết được mật khẩu để mở cửa từ họ. Ji-hyun hỏi Su-min anh là người đã ăn hộp cơm ở dưới tầng hầm à. Đối phương gật đầu thừa nhận, sau đó lại nói là do Ju-hyung đưa cho. Ông ta còn từng khuyên anh ấy sống trong tòa nhà. Ji-hyun không định đuổi Su-min đi, dù sao ngày mai lệnh phong tỏa sẽ được dỡ bỏ, sau đó họ chỉ cần gửi thẳng anh ấy đến trung tâm y tế là được. Hyun-kyung rất biết ơn hai người họ, liên tục khom người cảm ơn. Điều này khiến Se-bom thấy rất vui vẻ khi giúp đỡ được người khác. Nghĩ tới ngày mai có thể ra ngoài, họ suy nghĩ có nên chia đồ ăn còn lại cho mọi người không. Sau đó cô cầm một lọ thuốc lên và hỏi Ji-hyun đó là thuốc gì. Đối phương nói với cô là thuốc tiêu hóa, nhưng nó có vị rất lạ. Se-bom tham ăn rất đỗi tự hào, cô ấy không bao giờ cần đến thứ này. Rất nhanh đã đến ngày hôm sau, điều đầu tiên Seo-jun làm khi thức dậy là gọi điện cho mẹ. Tiếc là vẫn không có tín hiệu và nguồn điện vẫn chưa được phục hồi. Người dân hơi ngạc nhiên, không phải hôm nay là ngày dỡ bỏ lệnh phong tỏa à. Mọi người chuẩn bị đến phòng gym để họp cùng nhau. Kết quả nhìn thấy có người bày một thùng đồ uống ở trong sảnh. Nhìn thấy thùng đồ uống không rõ nguồn gốc, các bạn có dám uống không? Những người dân này uống mà không hề sợ hãi vì bên trên còn có lời nhắn. Đó là lời cảm ơn vì đã kiên trì đến cuối cùng, trông mọi người rất hạnh phúc. Họ đều đang đoán xem ai đã đặt nó ở đây. Ju-hyung hỏi Jeon-ok với giọng điệu quái gở là bà để đúng không?
Trần Ốc luôn muốn nâng cao uy tín của mình trong lòng mọi người, bà ta suy nghĩ một lúc rồi gật đầu thừa nhận. Thực ra người đàn bà ngu ngốc này đã rơi vào bẫy, những đồ uống này do Ju Hyun tự đặt vào đây. Mấy ngày trước qua lời kể của người bệnh, Ju Hyun biết được cậu ta bị lây nhiễm virus sau khi uống một loại thuốc viên. Thế là Ju Hyun lẻn vào xe của Seom-eom tìm thuốc gây nhiễm virus. Ông ta cực kỳ độc ác tiêm thứ này vào trong đồ uống, bây giờ chia cho mọi người cùng uống. Ju Hyun chỉ muốn mọi người trong tòa nhà đều bị nhiễm bệnh, như vậy sẽ không ai quan tâm đến tội danh giết người của ông ta nữa. Quả nhiên có một số người thường còn đáng sợ hơn người bị lây nhiễm. Ju Hyun thấy Ji Hyun không lấy được nước, ông ta còn chủ động đưa cho anh một chai, điều này khiến Ji Hyun cảnh giác. Lúc này Seom-eom đề nghị có ai muốn đi ra ngoài cùng cô không, kết quả mọi người đều im lặng. Cuối cùng chỉ có Ji Hyun và Seom-eom, cặp đôi chạy việc ngàn năm này, đi thám thính tình hình trước. Lúc ngoài sảnh Seom-eom định uống nước thì bị Ji Hyun ngăn lại, nhỡ có người bỏ thuốc thì sao? Seom-eom thấy thái độ của Ji Hyun kiên quyết như vậy, cuối cùng cô vẫn nhịn xuống không uống. Sau đó cả hai đến cổng khu chung cư, tiếc là cánh cửa vẫn đóng chặt. Lúc cả hai đang ngạc nhiên thì tiếng cảnh báo chói tai lại vang lên. Loa thông báo nói rằng vốn hôm nay là ngày dự kiến dỡ bỏ phong tỏa nhưng sẽ bị kéo dài vô thời hạn. Mọi người đều sợ hãi, thậm chí có một số người uống rất nhiều nước để nén cơn sốc. Trần Ốc là người đầu tiên phản ứng lại, bà ta yêu cầu chia đều số vật tư mà cặp vợ chồng nhân viên vệ sinh mang từ siêu thị về cho mọi người có mặt ở đó. Dĩ nhiên hai người họ từ chối, đó là vật tư mà họ phải mạo hiểm tính mạng để lấy. Trần Ốc không quan tâm đến điều đó, nếu hai người không quyên ra thì cút ra khỏi tòa nhà này, đừng quên các người chỉ ở tạm đây thôi. Ji Hyun đứng bên cạnh không nhìn nổi nữa, anh cảm thấy Trần Ốc hơi quá đáng bèn quyết định cảnh cáo bà ta một chút. Chỉ thấy Ji Hyun và Seom-eom xông thẳng vào nhà Trần Ốc. Họ rất sốc khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, không ngờ nhà của họ lại đơn giản đến vậy, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến sự vẻ ngoài hào nhoáng của bà ta. Trần Ốc gượng cười giải thích rằng những đồ nội thất này đều là đồ sưu tầm đồ cổ. Ji Hyun phớt lờ mà cầm một cốc nước. Đây là chiếc cốc mà anh đã thấy trên bàn của người bị lây nhiễm Seom-eom. Đó là cốc nước của Trần Ốc mới khiến Seom-eom hoàn toàn mất kiểm soát. Bà ta biết nếu chuyện này bị đồn ra bên ngoài, bà ta sẽ không thể giữ nổi chức đại diện tòa nhà của mình nữa, nên trong lòng rất hoảng sợ. Ji Hyun và Seom-eom đi ra đúng lúc bắt gặp đồng nghiệp Trung Quốc. Anh ấy đang định đến để cầu nguyện, chồng của Trần Ốc là một mục sư chuyên nghiệp. Kể từ lần trước bị người lây nhiễm tấn công, tinh thần của anh ấy trở nên hoang mang. Chỉ có tìm mục sư để cầu nguyện thì mới có thể bình tĩnh lại. Trần Ốc bị Seom-eom nắm thóp. Với tính cách của bà ta, Trần Ốc sẽ không ngồi yên chờ chết. Thế là bà ta muốn moi một ít thông tin về Seom-eom từ Trung Quốc, đặc biệt là vết thương trên tay cô từ đâu ra. Trung Quốc lúc này đang trong trạng thái dễ bị lừa nhất. Vừa trở về, anh ấy đã hỏi Seom-eom về vết thương của cô. Sau khi biết được đã 2 tuần rồi mà vết thương này vẫn chưa lành, Trung Quốc không khỏi bắt đầu cảnh giác. Sáng sớm hôm sau, Ju Hyun đi tìm Trần Ốc. Ông ta nói rằng đã có phát hiện lớn, cả hai nhanh chóng đến căn phòng ở tầng 11. Đây là nơi người bị lây nhiễm virus đang ẩn náu. Thì ra buổi tối mấy hôm trước, Huyền Khương đã đưa anh trai vào tòa nhà. Ju Hyun trốn ở bên cạnh và chứng kiến toàn bộ quá trình. Trần Ốc đã hét lên sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng. Lúc này Seom-eom và Ji Hyun đang điều chỉnh bộ đàm liên lạc trên sân thượng, nhưng họ cố gắng một lúc lâu mà vẫn không có phản ứng gì. Seom-eom bất đắc dĩ đành bỏ cuộc và hỏi Ji Hyun, cậu nói trong trái tim mỗi người đều có một sự ỷ lại. Vậy Ji Hyun, sự ỷ lại của cậu là gì thế? Ji Hyun nhìn Shin Chun rồi trả lời, cậu. Khi ấy anh bị chấn thương đầu gối và không thể tham gia các trận đấu bóng chày. Chính nhờ có sự ỷ lại của Seom-eom mà anh mới bước ra khỏi bóng tối. Nói xong anh từ từ tới gần Seom-eom. Khi cô không biết phải làm sao, một loạt tiếng bước chân cắt ngang hai người họ. Ngoài ra là Trần Ốc và Ju Hyun đến đây để hỏi tội, đổ lỗi cho họ vì đã che giấu người bị lây nhiễm virus. Ji Hyun thực sự không thể cãi lại, anh chỉ đành còng Somin vào phòng gym. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc, Ji Hyun đoán Ju Hyun đứng đằng sau chuyện này. Thế là anh chạy đến nhà ông ta hỏi Ju Hyun tại sao ông ta phải làm vậy. Ju Hyun nói rằng ông ta lo lắng sợ người dân trong nhà bị nhiễm bệnh, lẽ nào làm thế cũng sai. Sau đó ông ta lại bắt đầu nghi ngờ Ji Hyun và Seom-eom tiếp xúc gần với người nhiễm virus liệu có bị nhiễm bệnh không. Muốn chứng minh mình vô tội thì họ phải uống đồ uống trên bàn. Seom-eom không chịu thiệt cũng bắt ông ta uống cùng. Ji Hyun thấy ông ta tự tin, thế là anh đã đổi đồ uống của mình với Ju Hyun. Sau đó cả ba người cùng uống một ngụm lớn, lúc này Ju Hyun đã không còn giả bộ nữa. Ông ta chạy vào phòng tắm và nôn hết đồ uống ra. Sau đó ông ta bình tĩnh lấy thuốc viên virus ra và nói với họ rằng đồ uống họ vừa uống đã bị bỏ thuốc. Đồng thời ông ta cũng thừa nhận đồ uống mà mình phân phát cho người dân trước đó cũng đã bị ông ta giở trò. Bây giờ hai người cứ ngoan ngoãn về nhà chờ phát bệnh. Lúc này Ji Hyun đã cầm viên thuốc chứa virus lên, tự tin lấy ra một viên rồi nuốt xuống. Hóa ra đây là thuốc tiêu hóa ở nhà Ji Hyun. Thực ra anh đã để ý đến Ju Hyun từ lâu rồi, nên anh đã tìm thuốc virus kia và đổi lõi. Ju Hyun thấy kế hoạch của mình đã bị bại lộ định bỏ chạy, Seom-eom tóm lấy ông ta. Khi cả hai đang chuẩn bị áp tải ông ta thì thấy Jung Kook đang cầm súng đứng chờ ở cửa. Anh ấy muốn bắt Seom-eom và Ji Hyun đi cách ly, bởi vì trước đó Trần Ốc vẫn luôn mê hoặc Jung Kook. Anh có muốn khỏe mạnh để về thăm gia đình không? Là cảnh sát, anh nên bắt giữ Seom-eom đang giả bộ bình thường. Bên kia, Trung tá Han nhận được tin từ trung tâm nghiên cứu, họ đang nghiên cứu ra một loại thuốc đặc biệt.
Kết quả thí nghiệm rất tốt, người bệnh không còn cảm giác khát sau khi uống thuốc. Nhưng có một điểm rất kỳ lạ là đối tượng trước đây là người ăn chay, bây giờ chuyển sang ăn thịt. Trung tá Han lập tức ra lệnh báo cáo cấp trên, thuốc đặc trị đã hoàn thành thử nghiệm lâm sàng nhưng anh ấy vẫn giấu kín nghiên cứu về kháng thể của sebum. Sau khi các quan chức cao cấp nhận được tin vui, họ đã trở thành nhóm người được sử dụng thuốc đặc trị đầu tiên. Sau khi sử dụng xong, tình trạng của họ tốt hơn nhiều, nhưng họ lại yêu cầu Trung tá Han đừng vội đưa thuốc ra thị trường. Hãy đợi cho đến khi số lượng người bị lây nhiễm giảm bớt, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều tài nguyên. Trung tá Han mỉm cười, những người có vấn đề thực sự nên biến mất càng sớm càng tốt, chẳng hạn như các ông. Nói xong, anh ấy trực tiếp đánh một lính canh đến khi nhìn thấy máu huyết mơ hồ. Các quan chức cấp cao có mặt tại đó nhìn thấy chất lỏng chảy ra lại mất kiểm soát bắt đầu phát điên trở lại. Họ điên cuồng tóm lấy lính canh bị thương. Ngoài ra Trung tá Han đã biết thuốc đặc trị có khuyết điểm nhưng vẫn cố tình phóng đại tác dụng của thuốc. Dù quan chức cấp cao lợi dụng đặc quyền để lén sử dụng thuốc, điều này không chỉ có thể kiểm tra hiệu quả của thuốc mà còn trừ hại cho dân. Bây giờ nhóm người này chỉ được sử dụng làm đối tượng thí nghiệm. Trung tá Han sắp xếp như vậy đúng là một mũi tên giết hai con chim. Lúc chưa phát bệnh không thể nào phân biệt được người nhiễm bệnh ẩn giấu trong đám người đang cách ly ở khu nhà, cư dân ở đây đều cảm thấy bất an. Để đả kích sebum, bà đại diện tòa nhà đã tuyên truyền rằng cô từng bị thương, có thể chính là người nhiễm bệnh đang ẩn giấu. Thế là bà ta đưa những người khác tới nhà của sebum, muốn tìm ra chứng cứ có sức thuyết phục hơn. Jun sebum căm ghét Oh Jun-ok, đồng thời cũng rất thất vọng về Kim Jung-kook, không ngờ đối phương lại đứng về phía đối lập mình dễ dàng như vậy. Có điều những người này tìm kiếm khắp nơi cũng không tìm được bất cứ vật khả nghi nào. Oh Ju-hyung là quá đáng nhất, lại còn chạy vào trong phòng ngủ lục lọi. Ji-win đoán ra ngay, được ông ta tới tìm thuốc gây bệnh, lẽ nào còn muốn hạ thuốc những người khác. Lúc này Oh Ju-hyun càng kỳ hơn, ông ta nói muốn uống thuốc đó có thể phòng tránh bị người nhiễm bệnh cắn chết. Điều này khiến Ji-win vô cùng cạn lời. Lúc mọi người đang định quay về, Oh Jun-ok lại muốn tập hợp mọi người tới phòng tập gym để họp. Sebum không nhịn được nữa chạy tới trước mặt mọi người hét lớn, muốn họp thì tới nhà đại biểu của tòa nhà. Nhà bà ta chẳng có gì nên rộng rãi lắm. Các cư dân chỉ sợ thiên hạ không loạn nhau nhau đòi tới nhà của bà ta xem, chỉ để lại Kim Jung-kook đứng trước cửa nhà Sebum tránh hai người rời đi. Ji-win không trách anh ấy, trái lại nhắc nhở đối phương phải đề phòng đại biểu tòa nhà. Mọi người tới nhà Oh Jun-ok, ai nấy đều tỏ ra kinh ngạc vì sao người giàu có như vậy mà nhà cửa lại quá đơn sơ. Bà ta càng hận Sebum hơn, lập tức chuyển chủ đề muốn xúi giục mọi người đuổi cô ra khỏi nhà. Oh Ju-hyung vô cùng tán đồng ý kiến này, tới lúc đó còn có thể lấy được nước và thức ăn của nhà Sebum. Andrew nghe xong lập tức xoay người rời đi tới nhà Sebum và nói cho cô biết ý định của mọi người. Sebum nghe xong lập tức bùng nổ, cầm dao gọt hoa quả chạy tới nhà bà Ji-hee, đám người vô cùng hoảng sợ. Oh Jun-ok xúi giục Jung-kook vừa lên tới nơi ra tay ngăn cản. Oh Ju-hyung muốn cướp súng, Sebum lập tức tiến lên đạp ông ta một phát ngã rúi rụi. Cô đưa tay đoạt được súng một cách dễ dàng, sau đó chĩa họng súng vào Oh Ju-hyung và bóp cò ngay trước mặt mọi người. Hóa ra cảnh sát luôn để chống viên đạn đầu tiên trong súng, có điều ông ta đã bị dọa sợ đái ra quần. Cô không muốn mình bị nghi ngờ thêm nữa, nhưng lúc có mọi người ở đây là một thử nghiệm tìm người nhiễm bệnh. Sebum biết người bị lây nhiễm rất khát nhưng không phải thèm uống nước mà là cần máu tươi. Tiếp đó cô đang định cắt tay lấy máu thì Ji-win đột nhiên xông tới đoạt lấy con dao, cắt một phát trên tay mình. Máu chảy ròng ròng, anh nắm tay lại lần lượt đưa tới trước mắt từng người. Lúc tới trước mặt Boram, cô ấy đột nhiên phát cuồng rồi bổ nhào về phía Ji-win. Sebum đã chuẩn bị từ trước, lập tức tiến lên dùng áo khoác ngoài quấn lấy cổ của người nhiễm bệnh. Ji-win tìm đúng cơ hội tiến lên giúp đỡ. Hai người cùng nhau chế phục Boram cho tới khi nhốt được cô ấy vào phòng tập gym, Sebum mới thầm thở ra một hơi. Sau đó cô dùng Ji-win nhanh chóng về nhà băng bó vết thương. Sau khi Boram khôi phục bình thường, Sebum hỏi có phải em đã uống thuốc không. Cô ấy đáp không phải, lúc trước ở siêu thị em bị người nhiễm bệnh cắn bị thương, sợ bị đuổi ra ngoài nên em mới giấu. Jung-kook đột nhiên nói với Sebum phòng đánh gôn có tiếng động. Cô chạy qua đó kiểm tra thì phát hiện mục sư chồng của Oh Jun-ok đang ở đây đánh gôn. Chẳng trách lúc kiểm tra không thấy bóng dáng của ông ta đâu. Một bên khác, Ji-win không về nhà ngay mà tới nhà của Oh Jun-ok bảo mọi người thông báo cho nhau. Vừa rồi ai không có mặt cũng phải kiểm tra với máu. Mọi người nghe xong cũng thấy có lý, lũ lượt rời đi. Không lâu sau, mục sư về tới nhà thấy máu vương vãi khắp nhà, ông ta thấy rất kỳ lạ. Nào ngờ tiếp theo đã xảy ra một cảnh rất quỷ dị. Ông ta đang định dùng khăn giấy lau vết máu thì đột nhiên cảm giác khát máu mãnh liệt ập tới. Sun Woo-chang không tự chủ muốn cúi xuống liếm, vừa khéo Oh Jun-ok gội xong đầu đi ra, ông ta mới đè nén khát vọng kia xuống. Đợi mãi bảo vợ mới đi ra ngoài, Sun Woo-chang phát hiện trên tường cũng có tia máu bắn lên. Ông ta uống một ngụm nước để đè ép cảm giác muốn liếm. Ông ta lại thấy khăn giấy lau máu trong thùng rác. Đúng lúc này Oh Jun-ok quay về lại còn cầm theo một cốc máu. Thế này chẳng khác nào lửa cháy đổ thêm dầu. Hóa ra lúc trước mọi cư dân đều tụ tập trong phòng tập gym định kiểm tra với máu một lần nữa. Ngoài Sun Woo-chang thì bố mẹ của Kim Dong-hyun cũng bị bệnh nên cũng vắng mặt. Cúc Hye-seon vẫn muốn Ji-win tiếp tục lấy máu, anh hơi tức giận, các người ai cắt tay lấy máu thì lấy. Lúc này Andrew đi tới chẳng nói lời nào mà cầm dao cắt luôn vào cánh tay mình, lấy được nửa cốc máu tươi. Được cái trong lần kiểm tra này những người có mặt ở đây không ai phát cuồng, nhưng cốc máu này lại bị Oh Jun-ok cầm về.
Sơn Wu Chang nhìn mỹ thực trên bàn đến mắt cũng không chớp, nhưng lúc vợ mình vào nhà vệ sinh ông ta không nhịn được cầm gốc lên. Lúc Âu Trần Ốc đi ra thấy miệng chồng mình còn đầy máu, bà ta sợ hãi hét ầm lên. Cũng may lúc này mục sư còn chưa phát cuồng. Bà ta khóa chặt cửa trốn trong phòng, lòng rối như tơ vò. Sơn Wu Chang ở ngoài ra sức giải thích, ngoài ra ông ta cũng từng mua thuốc ở phòng tập gym. Sau khi nhiễm bệnh ông ta còn từng uống máu của bản thân, có điều Sơn Wu Chang cảm thấy nó vô cùng khó uống. Một bên khác, Ji Win vô tình biết được người nhiễm bệnh lúc trước chưa từng tấn công mục sư từ miệng Trung Quốc. Hơn nữa, lần kiểm tra với máu vừa rồi cũng không thấy ông ta tới. Thế là anh nói cho Sebon biết phỏng đoán của mình. Vì người nhiễm bệnh bài xích máu của đồng loại nên sẽ không tấn công lẫn nhau, rất có khả năng mục sư đã bị nhiễm virus. Hai người vội vàng đi tới nhà ông ta, có điều Âu Trần Ốc nói chồng mình không ở nhà. Sebon nghi hoặc nhìn về phía cửa thang bộ xuống tầng dưới. Lúc này Âu Ju Hyung ở tầng 6 vô tình nhìn thấy có người dựa vào tường, nào ngờ đối phương lại là người nhiễm bệnh, ông ta sợ hãi vội chạy về nhà. Âu Ju Hyung còn chẳng kịp để ý tên luật sư đang mặc lại quần mà chạy thẳng vào phòng và khóa chặt cửa lại. May mà Sebon kịp thời xuất hiện muốn chế phục người nhiễm bệnh, nào ngờ sức chiến đấu của đối phương rất mạnh làm cô ngã nhào xuống đất. Lúc Sebon sắp bị cắn, Ji Win đã tới kịp, lập tức cởi băng gạt ra và làm vết thương chảy máu lần nữa. Mục sư bị thu hút ngay lập tức, Sebon thừa cơ nhảy tới trước hỗ trợ Ji Win chế phục ông ta. Hai người định xử lý vết thương trước đợi mục sư tỉnh táo lại rồi tính, nhưng lúc bọn họ quay lại đã không thấy ông ta đâu nữa. Ji Win nhìn ra ngoài ban công mở cửa thì phát hiện đối phương đã rơi xuống lầu mất mạng. Âu Trần Ốc chỉ vào hai người cho rằng họ hại chết chồng mình. Hai người không hề biện giải, chỉ là đợi bà ta rời đi. Ji Win bước vào phòng Âu Ju Hyung, nghi ngờ là chuyện tốt mà ông ta làm ra. Có điều Âu Ju Hyung lại liên tục phủ nhận. Thật ra anh đoán không hề sai. Vừa rồi mục sư còn đang trong trạng thái phát cuồng đột nhiên được bỏ tấm vải trùm trên đầu ra. Tiếp đó ông ta thấy phía trước có bóng người. Thế là mục sư bổ nhào tới, kết quả vô hụt nên bị rơi xuống lầu. Mà bóng người kia chính là Âu Ju Hyung. Ông ta làm như vậy là để hại Ji Win, loại người này đã làm tới bước tán tận lương tâm chỉ vì báo thù. Vết thương của anh lại bị vỡ ra, Sebon vừa giúp Ji Win băng bó vừa dặn lần sau không được làm như vậy nữa. Anh nhìn cô với ánh mắt phức tạp, đây là lần thứ hai trong ngày đối phương giúp mình băng bó. Lần đầu Ji Win cắt rách tay vào buổi sáng, Sebon liên tục giục anh về nhà xử lý vết thương. Kết quả anh lại tới nhà Âu Trần Ốc trước. Sau khi về nhà, Ji Win gặp ngay Sebon đã đợi mình từ lâu. Cô tức giận trừng mắt với anh, đối phương lại như đứa trẻ phạm sai ấp áo uống một lúc lâu. Cuối cùng Ji Win bị Sebon lôi vào trong phòng, lúc này EQ của Jungkook đột nhiên lên cao, kéo Seo-jun ra khỏi phòng sau đó tức thời đóng cửa lại. Miệng Sebon thì mắng rất hung nhưng sau đó lại chu đáo băng bó vết thương cho Ji Win, lúc này anh hạnh phúc vô cùng. Ji Win rất hưởng thụ cảm giác được người trong lòng chăm sóc, sáng sớm ngày hôm sau có người gõ cửa nhà họ. Ngoài ra tòa nhà đã bị cách ly 8 ngày, nước uống của cư dân đã sắp cạn, Sebon biết người ở tầng 15 tích trữ rất nhiều đồ ăn, nước uống, thế là cô đã tới tìm anh ta, hy vọng đối phương có thể chia chút nước uống cho mọi người. Kim Se-hun tỏ ra khó xử, nói rằng cần suy nghĩ hôm sau sẽ trả lời. Sebon rất hài lòng với kết quả này, đang định bắt tay cảm ơn thì Ji Win hoang mang, anh vẫn đề phòng người đàn ông từng mua thuốc có chứa virus này. Tại trung tâm nghiên cứu khoa học Han Tae-seok nhận được tin có người nhiễm chủng mới của virus zombie, chủ tịch Choi Seok-ju uống thuốc giải loại mới chính là một trong số đó. Ông ta có thể kìm nén cơn khát, thế này càng khó phát hiện hơn. Trung tá Han đang định dùng ông ta làm vật thí nghiệm để nghiên cứu, thông báo với bên ngoài rằng chủ tịch Choi đã qua đời, còn làm xong cả tang lễ rồi. Han Tae-seok hận Choi Seok-ju thấu xương, chưa nói tới ích kỷ và tham lam. Người vợ đang mang thai của anh ấy cũng bị ông ta cắm dẫn tới nhiễm bệnh. Bây giờ cô ấy đã bị trói trên giường bệnh nhiều ngày. Ngày dự sinh sắp tới, trung tá Han rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, rút cuộc sinh hay không sinh. Bởi anh ấy biết trước khi trị khỏi bệnh cho vợ, bất cứ ca phẫu thuật nào cũng sẽ mang lại sự tổn hại lớn với sức khỏe của cô ấy. Lúc này trợ lý tới nói đã có báo cáo phân tích máu của Sebon, quả thật bên trong có kháng thể. Tin tức này tới vừa kịp lúc, trung tá Han kích động tới suýt không thở được. Cùng lúc đó, Ji Win đứng một mình trước gương nhà vệ sinh và kéo cổ áo xuống. Bên trong lộ ra một vết thương. Đây là lúc chế phục mục sư bị ông ta cào. Đột nhiên bộ đàm ở bên cạnh kêu lên, bên trong truyền ra giọng nói của Han Tae-seok. Có lẽ đây chính là hy vọng giúp Ji Win không bị nhiễm virus. Nào ngờ Sebon chính là người hóa giải nguy cơ của trận dịch này. Ji Win chiến đấu với người nhiễm bệnh bị đối phương cào rách ra. Nếu không xảy ra bất ngờ gì, việc biến thành zombie chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này trung tá Han của trung tâm nghiên cứu virus gọi điện thoại tới, Ji Win ôm hy vọng hỏi có phải trong người Sebon có kháng thể không. Nào ngờ đối phương lại nói dối rằng cô không hề có kháng thể, vì lý do nhân đạo nên họ chuẩn bị đón cô bé Seo-jun đang cách ly trong khu chung cư ra ngoài. Ji Win do dự trong chốc lát cầu xin trung tá Han đón cả Sebon ra ngoài, trong lòng anh biết rõ rồi sẽ có một ngày mình biến thành zombie. Để tránh làm hại tới Sebon, anh cần phải làm cô rời xa mình càng nhanh càng tốt. Sebon vô tư không hề phát hiện ra việc Ji Win cố ý giữ khoảng cách với mình. Cô vội vàng kéo anh tới phòng của Kim Se-hun ở trên tầng 15. Bởi vì trạch nam này đột nhiên không từ mà biệt, chỉ để lại một tờ giấy nhắn nói rằng mình phạm phải một lỗi tài trời, muốn ra ngoài tìm sự giúp đỡ.
Sebum thấy có chút khó tin bút tích trên tờ giấy không giống chữ mà Kim Sehun viết. Jihyun cũng thấy có rất nhiều điểm đáng nghi, nhất là bao vôi bột trên mặt đất trông vô cùng đáng ngờ. Sebum cho rằng một trạch nam sẽ không dễ dàng đi ra ngoài, chắc chắn là bị ai đó bắt nhốt. Tờ giấy kia cũng là giả, nhưng Jihyun lại không cho là như vậy. Anh cho rằng có lẽ anh ta phát hiện bản thân nhiễm bệnh nên mới vội vã rời đi. Hơn nữa, khóa của cửa ở sảnh quả thực từng bị mở ra. Lúc hai người quay lại tầng 15 thì thấy một đám cư dân đang gọi cửa. Họ cũng nghe nói trong nhà Kim Sehun có rất nhiều lương thực và nước uống, muốn qua lấy một ít. Hơn nữa, sáng nay Andrew có thấy anh ta ra ngoài. Vì thế họ tới để xác nhận xem Kim Sehun có bị nhiễm bệnh không. Chuyện đã tới nước này, hai người không thể giấu được nữa, đưa tờ giấy kia cho mọi người. Go Se-Q phản ứng nhanh nhất, muốn chuyển đồ đi. Sebum lập tức ngăn lại, bảo mọi người đừng có lấy hết, ngộ nhớ anh ta quay lại thì sao. Sau khi về tới nhà, Jihyun nhìn cốc nước trên tay, cố gắng nhịn không uống để kéo dài thời gian phát tác của bệnh. Trong lòng anh có chút không nỡ và cũng lo lắng nữa. Hồi ức đẹp đẽ lúc họ mới chuyển vào nhà mới hiện lên. Jihyun biết những ngày tháng như vậy không quay lại nữa. Lúc này Sebum đột nhiên tỉnh giấc, không thấy anh đâu, vội vàng ra ngoài tìm. Jihyun lập tức giả vờ như không có chuyện gì. Sebum vừa nhìn đã phát hiện ra vết thương của anh lại chảy máu, vội vàng lôi về nhà băng bó. Sebum cẩn thận kiểm tra miệng vết thương, vô cùng tò mò sao lại khôi phục nhanh thế. Jihyun vội vàng chuyển chủ đề nói, Trung tá Han muốn đón Seo-jun ra ngoài, cậu cũng đi theo chăm sóc cô bé đi. Cô không đồng ý với anh mà đột nhiên nhớ tới có lẽ Kim Sehun có thể ở một nơi, đó chính là phòng trống ở tầng 11. Hai người biết mật mã mở cửa lập tức đi vào trong tìm kiếm. Jihyun vừa nhìn đã thấy bình nước của Kim Sehun. Đúng lúc này có tiếng động truyền từ trong phòng ngủ ra, cẩn thận nghe thì đó chính là từng đợt tiếng thở dốc. Sebum hiểu ra tức tới mức gõ cửa liên tục, chẳng mấy chốc cửa được mở ra. Khúc Hê Sơn và Gu Sang Hi ăn mặc xốc xếch đi ra, anh ta còn không quên giải thích vừa rồi đang tư vấn pháp luật. Jihyun bảo họ cầm bình nước đi, nào ngờ đối phương nói không phải đồ họ mang tới. Sebum lập tức ý thức được nơi này còn có người khác từng tới, thế là cô mở một phòng khác để kiểm tra, lập tức có phát hiện mới. Một vật thể hình người được đậy bởi một mảnh vải đặt ở góc nhà không động đậy. Cô lấy can đảm kéo tấm vải ra, không ngờ trong đó lại là một thi thể. Đây chẳng phải gì lao công Đức Sunu. Jihyun cẩn thận kiểm tra thì phát hiện thứ phủ trên xác chết chính là một lớp vôi bột. Sebum lập tức gọi bác sĩ duy nhất của tòa nhà. Oh Joo-hyung tới, bảo ông ta kiểm tra tình trạng của người chết. Oh Joo-hyung bị Sebum uy hiếp, chỉ đành lấy can đảm tiến vào kiểm tra. Ông ta đã lấy được một chút tin tức. Thi thể đã chết trên 2 ngày và bị vôi bột khử mùi. Lúc đám Jihyun ra ngoài thì thấy ngoài cửa đứng đầy người. Hóa ra Andrew ở cùng vợ chồng Go Se-Q đã lấy hết đồ ăn và nước uống. Jihyun cho rằng đây là việc nhỏ, nói cho mọi người biết có người chết rồi. Nào ngờ vợ chồng kia không để ý tới chuyện đó, vẫn đau đáu về những thứ bị lấy mất. Sebum tức giận mắng bọn họ một trận. Về tới nhà, Jihyun khó tránh nghi ngờ kẻ giết người chính là Kim Sehun, bởi vì trong nhà anh ta có một túi vôi bột. Lúc này Jungkook chạy tới nói muốn uống nước. Sebum phát hiện ra Jihyun cố ý quay đầu đi, không nhìn thẳng vào cốc nước. Anh ấy nói với họ rằng những người khác cho rằng Kim Sehun là hung thủ. Mấy người kia đã làm ầm lên đòi tới nhà anh ta để lấy lương thực và nước uống. Sebum và Jihyun nghe xong lập tức lên tầng trên. Họ biết giờ không thể ngăn được nên bảo mọi người đừng cướp, xếp hàng lĩnh đồ. Chẳng mấy chốc nhà Kim Sehun đã bị dọn hết đồ. Jihyun thấy Andrew không còn nơi để đi, quyết định để anh ta ở lại đây, đợi chủ nhà quay về hãng chuyển đi. Lúc trước Andrew lấy hết đồ của nhà vợ chồng Go Se-Q đưa cho anh em Na Huyên Kyung, anh ta quyết định tạm thời ở lại nhà hai người họ. Nào ngờ đi được nửa đường thì gặp Jungkook gọi tới nơi này. Sau khi đám Jihyun rời đi, Andrew ngồi trên ghế một cách quỷ dị, khác một trời một vực với hình tượng vui lòng thích ý giúp đỡ người khác. Sau khi ra khỏi phòng trên tầng 15, Sebum và Jihyun đi thẳng tới phòng gym. Bởi Oh Jeon-ok cho rằng lúc trước đã sơ ý trong việc kiểm tra người nhiễm bệnh nên mới có người chết, mà ta quyết định kiểm tra với máu lần nữa. Jihyun nghe xong hơi hoang mang, cũng may đám cư dân ích kỷ không ai muốn lấy máu của mình, làm ầm lên rồi đánh nhau. Jihyun vừa nghe tới hai chữ máu tươi, đột nhiên cảm giác khát mãnh liệt ập tới, khó khăn lắm mới áp chế được nên lập tức đổi chủ đề. Anh muốn ra ngoài với Sebum một chuyến để tìm lương thực và nước uống. Oh Joo-hyung lập tức phản đối, chẳng phải tòa nhà bên cạnh có máy phát điện ư, mở nó lên là sẽ có nước và điện thôi. Sebum rất tò mò, lúc trước Kim Sehun cũng từng nhắc tới máy phát điện, đám người lo Jihyun và Sebum ra ngoài sẽ không quay lại nữa. Thế thì sẽ không còn ai mạo hiểm tính mạng đi mở máy phát điện nữa. Jihyun chỉ đành đồng ý với họ rằng đi mở máy phát điện trước rồi mới rời khỏi tòa nhà. Sebum lo mở máy phát điện lên sẽ tạo ra âm thanh lớn dẫn đám người nhiễm bệnh tới. Tới lúc đó Jihyun sẽ khó mà thoát thân được, thậm chí cửa kính sẽ bị tấn công liên tục. Anh đã nghĩ ra cách, thế thì đi lối tầng thượng để tới phòng để máy. Hơn nữa Jihyun đã bị nhiễm bệnh cũng không cần sợ sẽ bị đám người mắc virus zombie tấn công. Lúc anh phát hiện ra trên tường lối đi có vết máu mới ý thức được tình huống thực tế nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng nhiều. Bây giờ điều duy nhất mà Jihyun lo lắng là an nguy của Sebum. Thế là anh gọi điện cho Trung tá Han. 1 giờ chiều mai tôi sẽ đưa Sebum và Seo-jun xuống tầng hầm. Tới lúc đó anh hãy cho quân đội tới tiếp ứng. Han thế sớp hỏi ngược lại, cậu không ra ngoài à?
Chi Huyên nói dù sao cũng phải có một người ở lại coi nhà, anh nhất định phải chăm sóc tốt cho C-bom đấy. Anh nói như đang dặn dò trước khi lâm chung vậy. Han Tae-seok thông minh lập tức đoán được Chi Huyên đã bị nhiễm virus. Tiếp đó anh ấy nhận được báo cáo xảy ra tình huống khẩn cấp, vội vàng chạy tới phòng bệnh. Han Tae-seok thấy vợ mình bị trói trên giường bệnh không ngừng dãy giụa, gào thét. Ngoài ra chứng bệnh của cô ấy lại phát tác. Jisoo nói thuốc an thần trong cơ thể cô ấy đã tới giới hạn, không thể tiêm được nữa. Trung tá Han lập tức nhớ tới thuốc được chế tạo từ máu của C-bom. Anh ấy quyết định lấy ra tiêm cho vợ mình. Jisoo khuyên Han Tae-seok, nếu làm như vậy có khả năng cấp trên sẽ phát hiện ra trong người C-bom có kháng thể. Nhưng Trung tá Han không để ý được nhiều như vậy, còn chẳng có tâm trạng mà nói dối, lập tức ra tay cướp. Sau khi thuận lợi lấy được thuốc, Trung tá Han lập tức tiêm vào trong cơ thể Jung-in. Không ngờ thuốc có hiệu quả rất tốt, cô ấy khôi phục bình tĩnh ngay. Lúc này Han Tae-seok cũng bình tĩnh lại, cho rằng nhiệm vụ cấp thiết nhất là đón C-bom tới đây. Sáng sớm ngày hôm sau, C-bom nhìn cốc nước trên bàn, không nhịn được kéo Jiwin vào trong phòng hỏi thẳng, có phải cậu nhiễm bệnh rồi không? Miệng vết thương lành quá nhanh, ngay cả nước cũng không uống. Jiwin lập tức mở băng gạc ra cho C-bom xem vết thương chưa hề lành lại. Thật ra đây là vết thương do anh cắt ra vào tối qua, nhưng cô lại tin là thật, cuối cùng cũng yên tâm, không bị nhiễm bệnh là tốt. Cô dùng bộ đàm nói với Trung tá Han mang thêm chút thuốc chống viêm tới. Sau khi đối phương đồng ý, cô nhắc nhở anh ấy phải cẩn thận hơn với Kim Se-hun đã chạy ra ngoài, có thể anh ta đã bị nhiễm virus. Nào ngờ Trung tá Han lại nói Kim Se-hun chưa hề rời khỏi khu chung cư. Se-bom vô cùng kinh ngạc, lẽ nào anh ta vẫn còn trong tòa nhà. Cô dặn Jung-kook và Seo-jun ở yên trong nhà, bất cứ giá nào cũng không được mở cửa. Hai người lại ra ngoài tìm kiếm Han Se-hun. Se-bom đoán có khi nào anh ta xây một căn phòng bí mật trong nhà không? Đây là chuyện mà Trạch Nam rất thích làm. Nhưng khi họ vào trong nhà Han Se-hun thì phát hiện không biết Andu đã đi đâu. Jiwin quyết định xuống tầng dưới xem. Se-bom ở lại tiếp tục tìm phòng bí mật. Chính vào lúc này Jisoo gọi điện tới nói trong lúc điều tra thông tin của cư dân đã phát hiện ra một tin quan trọng. Thông tin thân phận của Andu không phải là thật. Chủ nhân thật sự của cái tên đó đã chết ở trong nhà. Se-bom vô cùng kinh ngạc, vừa khéo trông thấy ba lô của anh ta ở cách đó không xa. Cô không để ý tới bộ đàm nữa mà mở ba lô ra. Trong đó có mấy căn cước công dân lận, dì Lao Công đã chết cũng nằm trong số đó. Ngoài ra Andu mới là hung thủ thật sự. Lúc này Jiwin cũng chạy về nói tìm thấy Kim Se-hun rồi. Ngoài ra vừa rồi anh vừa ra ngoài thì đột nhiên ngửi thấy có một mùi lạ, cẩn thận tìm kiếm thì phát hiện mùi này từ trong tủ điện hạ thế tỏa ra. Mở cửa ra xem thì bên trong chính là thi thể của Kim Se-hun. Một bên khác Jung-kook ở nhà nghe thấy có người gõ cửa. Nhìn thấy là luật sư nên anh ấy không hề phòng bị, ai ngờ vừa mở cửa ra đã bị tấn công. Không cần đoán cũng biết chính là Andu. Lúc này Se-bom và Jiwin cũng ý thức được có nguy hiểm, thế là hai người lập tức chạy về nhà. Nhưng họ vừa tới cửa thì thấy đám cư dân cầm túi lớn túi nhỏ đứng ở đó, họ đang đợi chia lương thực và nước uống. Ngoài ra họ đã bắt tay với Andu từ lâu, chỉ có hai người là không biết gì, chân tướng khiến người ta phải rùng mình. Hai người chạy vào trong thì thấy Jung-kook đã nằm bất động trên mặt đất và Andu đang giữ Seo-jun làm con tin. Se-bom hỏi rốt cuộc anh là ai. Andu tháo khẩu trang lộ ra khuôn mặt vừa trẻ trung vừa máu lạnh. Se-bom không hề phản kích mà mặc anh ta đưa Seo-jun ra khỏi phòng. Hai người thấy việc cấp thiết nhất lúc này chính là băng bó vết thương cho Jung-kook. Phần bụng của anh ấy có một vết thương cực lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Nhìn dòng máu đang phun ra, toàn thân Jiwin run rẩy. Anh cố gắng hết sức đè nén khát vọng trong lòng. Jiwin chạy vào nhà vệ sinh, mở bộ đàm ra yêu cầu Trung tá Han chuẩn bị thêm một ít thuốc. Trung tá Han cũng nói sẽ đưa C-bom ra ngoài theo kế hoạch ban đầu. Lúc này Jiwin thông minh cũng đoán được trong người cô có kháng thể, bởi nếu không phải vậy Trung tá Han cũng sẽ không căng thẳng đến vậy. Lúc Andu đưa Seo-jun từ trong phòng ra, đám người bên ngoài sợ hãi nhưng vẫn không quên hỏi bao giờ có thể vào bên trong lấy lương thực. Anh ta bảo mọi người tới phòng tập gym chờ trước, tới lúc đó sẽ đưa C-bom và Jiwin tới sau. Tiếp đó Andu giao Se-jun cho Kook Hae-seon trông coi, anh ta phải chờ C-bom xử lý xong vết thương cho Jung-kook. Lúc này Jiwin đã nhận ra tên này chính là tội phạm giết người mà cục cảnh sát đang truy nã. Trước khi dịch bệnh xảy ra, anh ta dùng cách thức tàn nhẫn giết người, Andu cũng gật đầu thừa nhận. Anh ta cho rằng bản thân giống với người nhiễm bệnh đều lẩn trong cộng đồng để tìm vật hiến tế. C-bom không cho là như vậy, nhưng người nhiễm bệnh là do mắc bệnh, còn anh ta quả thực là tên điên. Thật ra nói đến kẻ điên thì trong tòa nhà này không chỉ có một người, tên bác sĩ Oh Ju-hyung cũng là nhân tài kiệt xuất trong số đó. Sở dĩ đám cư dân hợp tác với Andu một phần cũng do bác sĩ một tay thúc đẩy. Trước đó mấy ngày ông ta vô tình nhìn thấy anh ta giết chết dì Lao Công. Để giữ mạng, Oh Ju-hyung thuận miệng nói ở tầng 11 có phòng trống có thể giấu xác, tạo một vết thương giả trên cổ để giá họa cho người nhiễm bệnh. Từ đó, gã bác sĩ trở thành quân sư của Andu, vật tư ở căn hộ trên tầng 15 chính là mục tiêu tiếp theo của bọn chúng. Dưới sự đề nghị của Oh Ju-hyung, Andu lấy lý do là C-bom bị thương cần thuốc, thuận lợi khiến đối phương mở cửa phòng. Kết quả anh ta cứ thế gặp phải tai bay vạ gió. Oh Ju-hyung nếm được ngon ngọt để đối phó C-bom và Jiwin đã dùng miệng lưỡi thuyết phục những người khác gia nhập. Chỉ có Na Hyun-kyung và Shin Soo-jun là không biết gì. Lúc này C-bom và Jiwin bị đưa tới phòng tập gym, ném bộ đàm của họ ra. Bây giờ đám dân cư mới biết rất có thể việc mình giết người đã bị nói ra ngoài, lập tức lâm vào khủng hoảng.
Ocean Oak bình tĩnh lại đầu tiên. Điều quan trọng trước mắt là phải sống sót, sau đó lấy lý do là vì an nguy của Chaozhen, bảo Ji-hyun đi mở máy phát điện. Huyên Kyu không nhìn được nữa, bước ra tức giận mắng. Các người đang ngầm tiếp tay cho hành vi phạm tội à? Andrew tức giận muốn ra tay. Sebom lập tức tiến lên quát. Anh mà còn ngông cuồng một cách trắng trợn như vậy thì cùng lắm cá chết lưới rách. Cô không đợi mọi người phản ứng bảo Huyên Kyu và Seo-jun rời khỏi nơi này. Tiếp đó Sebom và Ji-hyun bị đám người ép đi xuống tầng hầm, chuẩn bị đi mở máy phát điện ở tòa nhà bên cạnh. Lúc này Dong-hyun đề nghị đi cùng Ji-hyun. Trong lòng anh ta biết thay vì tiếp tục ở cùng đám điên kia, thà rằng liều một phen. Hóa ra anh ta định lái xe xông ra ngoài khu chung cư thoát khỏi cái nơi nguy hiểm này. Ji-hyun và Sebom chẳng hề để ý tới Dong-hyun, đi thẳng tới phòng cung cấp điện, cả quãng đường không gặp bất cứ trở ngại nào mà mở được máy phát điện. Tiếng máy móc hoạt động kêu ầm ĩ. Lúc hai người đang chuẩn bị rời khỏi tầng hầm thì đám người nhiễm bệnh nghe được âm thanh lập tức hành động. Đám người nhiễm virus kia chạy ào ào về phía họ, hai người lập tức bỏ chạy thục mạng. Ji-hyun hoảng nhưng không loạn, kéo tay Sebom chạy về đường cũ, đi vào tòa nhà bên cạnh. Anh dùng thẻ của Ji Lao Công mở cửa. Sau khi thuận lợi đóng cửa lại, Ji-hyun mới giải thích rất có thể Andrew đang mai phục ở cầu thang, chúng ta chỉ có thể lên sân thượng từ bên này, sau đó đi theo lối nhỏ trở lại tòa nhà mình ở. Ji-hyun nhìn đám người nhiễm bệnh không còn lý trí ở bên ngoài, nghĩ tới mình cũng sẽ biến thành như vậy khó tránh khỏi u sầu. Nhưng người bi thương hơn là tên Dong-hyun bạc tình bạc nghĩa. Sau khi vất vả lắm mới lên được xe, anh ta mới phát hiện không thể nào khởi động xe được. Chỉ trong nháy mắt, Dong-hyun đã bị một đám người lây nhiễm vây quanh, đây cũng coi như sự trừng phạt khi vứt bỏ bố mẹ chạy trốn một mình. Trong thang máy đi lên tầng thượng, Ji-hyun nói cho Sebom biết trong cơ thể cô có kháng thể. Lúc cô đang kinh ngạc thì đột nhiên cửa thang máy mở ra, thấy đám người nhiễm bệnh ở bên ngoài chuẩn bị xông vào, anh không hề do dự lao ra ngoài. Ji-hyun dùng thân thể ngăn đám người kia ở ngoài thang máy, Sebom thấy Ji-hyun không bị tấn công và cả vết thương ở trên cổ anh. Cô lập tức đoán được Ji-hyun đã bị lây nhiễm, nhưng một giây trước khi cửa thang máy đóng lại, Sebom đã kéo anh vào bên trong. Lúc này bầu không khí hơi căng thẳng, Ji-hyun nói mỗi lần nhìn thấy cậu, tim tôi đều đập rộn lên, cộng với cảm giác khát nước. Lúc này cuối cùng Sebom cũng hiểu được tình cảm trong lòng, tiếp đó cô ôm chặt Ji-hyun, hai người siết chặt lấy nhau. Tới khi thang máy lên tới tầng thượng, hai người thuận lợi thông qua lối nhỏ về tới tòa nhà mình ở. Sebom gọi Boram đang cách ly trên tầng thượng mở cửa giúp, hai người chia nhau ra hành động cứu Seo-jun và Jung-kook ra trước rồi tính. Chẳng mấy chốc Sebom đã tới được nhà luật sư nơi Seo-jun đang bị giam giữ, cô thấy anh ta đang ở bên ngoài liều mạng gõ cửa. Hóa ra Seo-jun biết chồng mình giúp đỡ tội phạm giết người bắt giữ Seo-jun thì vô cùng thất vọng. Cô ta làm bộ bình tĩnh lừa Hae-seong tới nhà Sebom lấy đồ, sau đó ở trong khóa cửa lại nhốt anh ta ở ngoài cửa. Sebom chạy tới ra tay chế phục Hae-seong, sau đó thành công đón được Seo-jun đi. Cùng lúc đó Ji-hyun về nhà đón Jung-kook, vừa khéo thấy Ocean Oak đang lấy đồ của nhà mình đi. Anh cố kìm nén cảm giác muốn giết người, để bà ta vào nhà vệ sinh và nhốt ở trong đó. Chỉ một lúc sau, mấy người Sebom đã hội họp trong thang máy. Seo-jun cẩn thận còn lấy ba lô chứa vũ khí ra ngoài. Trước khi đi, Sebom còn hỏi Seo-jun có đồng ý rời khỏi khu chung cư không, nào ngờ đối phương gật đầu đồng ý ngay mà chẳng hề do dự. Cô ta lựa chọn mỗi người một ngả với luật sư, đoàn người đang định đi theo con đường của lúc trước, đi từ lối nhỏ trên tầng thượng để tránh khỏi Andrew. Sebom cũng không quên mời Boram cùng đi, nhưng mấy người vẫn chậm một bước, Andrew đã xuất hiện. Cô không ngờ đối phương lại đuổi theo nhanh như vậy, thật ra anh ta khá thông minh, vốn mai phục ở cầu thang đợi. Sau khi có điện một lúc vẫn không thấy bóng dáng người nào, Andrew lập tức phát giác có điều gì đó không đúng. Lúc anh ta đang định vào thang máy, vợ chồng Go Se-kyu nhìn anh ta đã thấy khó chịu từ lâu, họ đang định đánh lén từ phía sau. Nhưng đối phương không hổ là tội phạm giết người chuyên nghiệp, lấy một địch hai cũng chẳng hề rơi xuống thế hạ phong. Anh ta thừa cơ dùng dao găm đánh Go Se-kyu bị thương, hơn nữa Andrew cũng không hề dây dưa mà đuổi theo đám Sebom. Lúc tên này đang đắc ý, Ji-hyun đã móc quả lựu đạn trong ba lô ra và ném tới. Đối phương ngây ra trong chốc lát, đòn người vội vàng bỏ chạy vào trong lối nhỏ. Ji-hyun ở phía sau đã bị trúng một phát đạn. Anh vốn không có ý định ra ngoài làm liên lụy Sebom. Anh nhìn mấy người một lượt rồi bảo họ chạy đi, sau đó lập tức xoay người khóa cửa lối đi lại. Sebom nhìn thấy người đang cần cấp cứu trước mặt, cô quyết định đưa họ ra ngoài rồi nói sau. Ji-hyun biết Sebom đã an toàn rời đi, không hề để ý tới sự uy hiếp của Andrew. Anh dùng hết sức ném chìa khóa đi. Hành động này khiến đối phương tức phát điên. Andrew hét lên bắt Ji-hyun quay người lại. Anh ta thích nhìn chằm chằm vào mắt người khác rồi giết người. Nhưng lúc Ji-hyun quay người lại lộ ra đôi mắt trắng dã, tiếp đó lao thẳng về phía trước cắn vào cổ Andrew. Cùng lúc này, Woo Sang-hee đang dùng máy tính đăng nhập được vào tài khoản ngân hàng. Oh Joo-hyung đột nhiên chạy tới. Ông ta thấy cô ta lén lén lút lút lập tức phát hiện ra dị thường, vừa mở máy tính ra đã đoán ra mưu đồ của Sang-hee. Ngoài ra cô ta ở nhà Oh Joo-hyung là để trộm tài khoản ngân hàng của ông ta. Mưu đồ bị bại lộ, cô trợ lý chỉ có thể giết người. Cô ta dùng gậy đánh gôn đánh gục Oh Joo-hyung, sau đó gọi luật sư tới giúp đỡ cùng phá giải mật mã tài khoản của ông ta.
Oh Joo-hyung tỉnh lại một lần, ông ta vội vàng lấy thuốc có chứa virus uống một viên. Lúc trước Oh Joo-hyung tới nhà Ji-hyun chuyển đồ đã tìm được số thuốc này, không ngờ bây giờ lại thật sự phát huy tác dụng. Một bên khác, trong phòng vệ sinh của nhà Ji-hyun có tiếng động, cửa bị đục ra một lỗ. Ngoài ra là bà đại biểu tòa nhà đã thành công tự cứu. Bà ta cầm gậy bóng chảy sát khí đằng đằng đi về phía thang máy. Từ miệng của Ji Moon-hee biết Andrew đã tới tầng thượng. Bà ta không hề do dự ấn chọn tầng thượng, đây chẳng khác nào hành động đi hiến mạng. Lúc này đám người C-bom đã tới tầng hầm, thuận lợi khởi động xe, bỏ rơi đám người nhiễm bệnh đuổi phía sau. C-bom dễ dàng chạy thoát khỏi khu chung cư, cuối cùng cũng hội họp được với đám trung tá Han đang đợi ở bên ngoài. Cô muốn tìm Han Tae-seok lấy một khẩu súng, định quay lại cứu Ji-hyun, nào ngờ đối phương chẳng nói câu nào đã tiêm một mũi vào tay cô. Những người còn lại cũng bị quân đội lần lượt chế phục. Trung tá Han thấy C-bom vẫn chưa ngất nên lại tiêm thêm cho cô một mũi nữa. Cuối cùng cô cũng rơi vào hôn mê. Đợi cô tỉnh lại thì đã ở trong trung tâm nghiên cứu rồi. Han Tae-seok lấy một chiếc điện thoại ra nói đây là Ji-hyun nhờ Jungkook ra cho cô đấy. C-bom nào có hơi sức để ý tới thứ này, cô muốn về khu chung cư tìm anh. Han Tae-seok không hề đồng ý mà đưa cô tới phòng bệnh của vợ mình. Anh ta nói với C-bom cấp trên đã biết huyết thanh của cô có hiệu quả với virus, chỉ cần cô ra ngoài là sẽ bị đưa tới phòng thí nghiệm cao cấp hơn, tới lúc đó có lẽ chẳng thể ra ngoài được nữa. C-bom lập tức đưa ra yêu cầu hợp tác, tôi sẽ cung cấp huyết thanh để cứu vợ anh phải nghĩ cách giúp tôi quay lại khu chung cư. Trung tá Han vẫn còn đang do dự không trả lời, cô quay lại phòng ngủ mở chiếc điện thoại mà Ji-hyun gửi cho mình. Bên trong có một video không ngờ lại là lời tỏ tình của anh. C-bom xem đi xem lại cuối cùng không nhịn được nữa bật khóc nức nở. Tới giờ phút này C-bom đã biết rõ vị trí của Ji-hyun trong lòng mình quan trọng thế nào, nhưng cô không hối hận vì rời khỏi khu chung cư. Bởi ở nơi này Seo-jun sẽ được trị liệu đầy đủ hơn và cũng được chung phòng với mẹ của bé. Để được gặp con gái, mẹ của Seo-jun đã phải nỗ lực từng giờ từng phút khắc chế bệnh tình, đợi tới khi con gái rời đi mới phát bệnh. Trung tá Han đã đồng ý với đề nghị của C-bom chuẩn bị kháng lệnh đưa cô quay lại khu chung cư. Kháng thể trong người C-bom đang dần dần ít đi, thuốc để điều trị được chế tạo ra chỉ còn lại 2 liều. Han Tae-seok do dự rất lâu, đưa một liều cho C-bom, sau đó ngụy trang cho cô thành một lính phòng hóa. Thế này mới có thể tránh được độ chuẩn bị đưa C-bom tới phòng thí nghiệm. Một liều còn lại Trung tá Han đã tiêm cho vợ ngay trước mặt cấp trên. Vì điều này anh ấy không tiếc mạo hiểm để có thể vào tù, nhưng C-bom không giữ thuốc lại cho Ji-hyun mà quyết định tiêm cho mẹ Seo-jun. Ji-soo cảm thấy thật khó hiểu. C-bom giải thích, người có kháng thể không chỉ có mình tôi, hơn nữa tôi cũng đã quyết định rồi. Bất kể Ji-hyun biến thành thế nào tôi vẫn sẽ ở bên cậu ấy. Nhưng Seo-jun mất mẹ thì chẳng còn gì nữa. Lúc này trong trung tâm nghiên cứu đã phát hiện ra C-bom bỏ trốn, lính gác được tăng cường nghiêm mật hơn. Trợ lý Ji-soo cởi chế phục của mình ra đưa cho C-bom, như vậy sẽ nắm chắc thêm một phần có thể ra ngoài. Sau đó để thoát khỏi hiểm nghi, cô ấy nói nhất định phải bị thương một chút mới được. C-bom hiểu ý ngay tức khắc. Cô thành công chạy thoát khỏi trung tâm nghiên cứu khoa học lên chiếc xe mà Trung tá Han chuẩn bị từ trước. Cấp trên biết C-bom chạy thoát thì vô cùng tức giận. Han Tae-seok đã chuẩn bị xong tâm lý nhận phán quyết. Để tránh dịch bệnh bùng phát trên diện rộng, tay Trung tá Han đã dính đầy máu tươi. Vì bị ảnh hưởng từ C-bom, anh ấy không muốn tiếp tục máu lạnh nữa. Không thể không nói Han Tae-seok chuẩn bị đồ cho C-bom vô cùng tỉ mỉ. Giấy thông hành trên xe giúp cô thuận lợi vượt qua vòng vây của binh sĩ. Cuối cùng cũng quay lại được khu chung cư. Trợ lý Ji-soo đáng yêu còn muốn giúp cô che giấu hành tung. Nào ngờ Han Tae-seok lại nói C-bom đang ở trong khu chung cư, hơn nữa trong đó còn người có kháng thể khác. Lúc này trong chung cư, Na Hyun-kyung và người anh trai bị nhiễm bệnh đã đi xuống tầng hầm. Bọn họ đang định trốn khỏi chỗ này, nào ngờ nhìn thấy C-bom đang gõ cửa ở bên ngoài. Sau khi được hai người mở cửa cho vào, cô lo lắng hỏi Ji-hyun vẫn ổn chứ. Thời gian quay lại một ngày trước, Ji-hyun bị biến đổi làm Andrew ngã xuống đất xong chẳng mấy chốc đã khôi phục lý trí. Anh chẳng thèm để ý tới Oh Jeon-up đang run lẩy bẩy ở bên cạnh, vừa về nhà đã lăn ra ngủ vì quá mệt. Ji-hyun tỉnh lại thì phát hiện hai anh em Hyun-kyung đang ngồi bên cạnh, người anh trai còn đang thao thao bất tuyệt. Mùi máu của Ji-hyun rất buồn nôn, đây là hiện tượng chỉ có người bị nhiễm bệnh mới có. Thật ra hai anh em họ không hề có ác ý, chỉ vì tốt bụng nên mới muốn chăm sóc anh. Ji-hyun rất tò mò, Su-min bị nhiễm virus rồi, chẳng lẽ không thấy khát à? Anh ấy đáp, tôi bị bệnh tiểu đường vì thế hiện tượng khát không quá nghiêm trọng. Lúc này Ji-hyun mới phản ứng được, không biết Andrew đã chết chưa, anh phải đi xác nhận lại mới được. Lúc ba người lên tới tầng thượng thì không thấy anh ta đâu nữa, thế này thì rắc rối rồi. Ji-hyun phải đi tìm từng nhà để xác nhận mới được. Lúc anh tới nhà Oh Joo-hyung thì đối phương lập tức cáo trạng có người muốn hại tôi. Lúc trước, Cook Hae-seong và Woo Sang-hee hiệp lực đánh ngất Oh Joo-hyung, định tìm ra mật mã tài khoản của ông ta. Oh Joo-hyung sợ chết đã uống một viên thuốc chứa virus. Không lâu sau, vợ chồng Go Se-kyu đã tới tìm sự trợ giúp. Go Se-kyu bị Andrew đâm một dao, hy vọng bác sĩ có thể giúp đỡ trị liệu. Chắc chắn Sang-hee không thể để họ vào trong, nói dối là ông ta không có nhà. Lúc này chuyện bất ngờ xảy ra, Oh Joo-hyung lảo đảo bò dậy lộ ra dáng vẻ như phát cuồng. Ông ta lao tới cắn vào tay Cook Hae-seong. Sang-hee bị dọa sợ chết khiếp, chẳng quan tâm gì nữa chạy ra ngoài. Luật sư bị cắn vào tay cũng theo sát cô ta, vội vàng mở cửa nhà mình rồi trốn vào trong.
Chỉ có Ji Moon-hee có thể nhìn ra, Oh Joo-hyung không hề biến đổi, vừa rồi chỉ giả vờ mà thôi. Sau khi Ji Hyun tiến vào, vợ chồng Go Se-kyu đã ở trong nhà bác sĩ để trị liệu. Nhìn máu trên người đối phương, suýt nữa anh rơi vào trạng thái phát cuồng. May mà ý chí của Ji Hyun mạnh nên mới ép được xuống. Tiếp đó anh còn cảnh cáo bác sĩ đừng có làm bừa. Anh đã nhìn ra ông ta không tốt bụng đến thế. Oh Joo-hyung cho hai vợ chồng Go Se-kyu vào nhà chỉ là để đảm bảo lúc mình biến đổi sẽ có máu tươi để uống. Thấy Ji Hyun chuẩn bị rời đi, ông ta vội vàng đuổi theo giải thích. Nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, Ji Moon-hee mở cửa ra, lấy mấy viên thuốc rồi quay lại bên cạnh chồng mình. Bà ta nói, chồng à, uống thuốc đi. Sau đó bà ta nhét viên thuốc vào trong miệng Go Se-kyu. Bà ta biết chỉ có thể khiến chồng mình bị nhiễm bệnh thì mới có thể nhanh chóng hồi phục, giữ được tính mạng. Đây là phương pháp bất đắc dĩ. Tiếp đó hai người lại tới nhà Dong Hyun, dặn ông HJ phải cẩn thận với Andrew. Lúc ông ấy biết con trai đã chạy thoát ra ngoài, trên mặt lộ rõ vẻ cô đơn, nhưng ngoài miệng lại nói ra ngoài được là tốt rồi. Nếu gặp phải khó khăn gì thì nhanh chóng về nhà, dù sao nhà cũng là nơi tránh gió. Lúc mấy người đi tới cầu thang thì gặp Oh Jeon-ok. Lúc này thần trí của đối phương đã mơ hồ. Khi biết Andrew đã biến mất thì bà ta bị dọa chết khiếp, vội vàng chạy tới tầng thượng kiểm tra. Bởi Oh Jeon-ok nhớ rõ anh ta bị mình tự tay giết chết. Bà ta cũng là một người độc ác, bà ta thấy anh ta ngất xỉu ngã xuống đất, xuống cướp khẩu súng trong tay đối phương. Nào ngờ Andrew lại tỉnh lại, bà ta chắc chắn anh ta đã chết rồi. Oh Jeon-ok cố chấp cho rằng Ji Hyun giấu xác của tên kia đi rồi. Lúc này Ji Hyun đã đến tầng hầm, anh muốn xác nhận xem Dong Hoon có thực sự trốn thoát hay không. Khi thấy chiếc xe bê bết máu, Ji Hyun bảo hai anh em Hyun Kung ở lại trong tòa nhà, một mình tới gần chiếc xe. Không ngờ anh ta vẫn ở bên trong, cho dù không chết nhưng cánh tay đã bị cắn, trông vô cùng thảm thiết. Su Min nhìn một cái là biết Dong Hoon đã bị lây nhiễm. Nhưng khi anh ta bấm chuông cửa nhà mình, ông HJ không một lời trách móc, nhanh chóng đón đứa con bất hiếu vào, đây mới thực sự là nơi tránh gió. Ở phía bên kia, sau khi uống thuốc có chứa virus, quả thực vết thương của Go Se-kyu đã đỡ hơn nhiều, thế nên anh ta lại uống thêm một viên nữa, bây giờ đã giữ được một mạng. Cặp đôi tham lam lại bắt đầu có ý xấu với căn hộ sang trọng trước mắt. Ji Moon-hee bước ra ngoài lấy lý do vết thương của chồng càng lúc càng nặng, dụ Oh Joo-hyung vào phòng. Sau khi đóng cửa lại, Go Se-kyu bất ngờ muốn chém người, nhưng Oh Joo-hyung cũng rất tinh quái, chạy thoát được ra ngoài chỉ trong nháy mắt. Cùng đường mặt lộ, ông ta vẫn muốn tới tìm luật sư giúp đỡ, nhưng sao đối phương có thể để tâm tới. Do đó, ông ta gặp đám Ji Hyun ở sảnh, Oh Joo-hyung khóc lóc thảm thiết. Lần này là vợ chồng Go Se-kyu muốn tự làm hại tôi. Quả nhiên kẻ ác vẫn cần kẻ ác trị. Trước mặt Ji Hyun, Ji Moon-hee nói dối, Oh Joo-hyung đã cho chồng tôi uống thuốc có virus, hại anh ấy phát cuồng nên mới đuổi Oh Joo-hyung ra ngoài. Ji Hyun tin rằng ông ta có thể làm được những việc như thế này, tránh đối phương tiếp tục hại người khác, nên Ji Hyun quyết định nhốt Oh Joo-hyung ở phòng gym. Việc này tạo ra động tĩnh rất lớn, đám Sang-hee và Oh Jeon-ok cũng ra xem. Chắc chắn người hạnh phúc nhất lúc này là vợ chồng Go Se-kyu. Hai người ngây thơ nghĩ nhà của Oh Joo-hyung và mọi thứ trong đó đều thuộc về họ. Có lẽ qua phân khích, Oh Se-kyu quyết định uống thêm viên thuốc để bình tĩnh lại, có vẻ hai người này đang đi trên con đường dẫn tới bóng tối. Đám Ji Hyun đi hết các hộ gia đình trong tòa nhà nhưng chẳng tìm thấy tung tích của Andrew. Hyun Kyung rất tò mò, khu chung cư nguy hiểm như vậy tại sao anh không đi ra ngoài với C-bom? Anh cúi đầu nói, phải có ai đó bảo vệ ngôi nhà mới của chúng tôi chứ. Khi anh em Hyun Kyung ra ngoài, Ji Hyun bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, vô tình nhớ tới C-bom. C-bom quay lại khu chung cư, biết được tin Ji Hyun đang ở nhà từ miệng anh em Hyun Kyung, thế là cô lao lên tầng như tên lửa. Lúc này Sang-hee mới lặng lẽ đi đến phòng tập gym, muốn trộm máy tính của Oh Joo-hyung, anh ngờ lại bị đối phương bắt được. Lúc hai người đang giằng co thì Oh Jeon-ok xuất hiện, bà ta cầm một quả tạ tới, ra hiệu sẽ mở còng tay cho Oh Joo-hyung. Bà ta nói hai người họ làm gì thì cũng phải đợi diệt trừ được Ji Hyun rồi tính, mà lúc này anh không hề biết tai họa sắp ập xuống đầu. Ji Hyun đang dọn dẹp nhà cửa, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng kêu cứu, thế là anh lao nhanh ra ngoài, nhìn Oh Joo-hyung đang bắt Sang-hee làm con tin. Ông ta đang không ngừng dùng lời nói và máu để kích thích Ji Hyun, muốn anh biến đổi. Oh Joo-hyung lộ ra bộ mặt hung ác, hét lớn, để xem rốt cuộc ai mới là quái vật. Ji Hyun cố gắng khắc chế cảm giác muốn biến đổi. Sau khi đẩy Sang-hee vào cửa thoát hiểm thì chạy thật nhanh về nhà. Anh nằm cuộn tròn trên ghế, anh cảm thấy giây tiếp theo mình sẽ biến dị. Bên ngoài liên tục truyền tới tiếng gõ cửa. Mắt của Ji Hyun đang dần biến thành màu trắng, may là C-bom đã lao tới kịp thời. Sau khi chế phục Oh Jeon-ok, cô nhanh chóng đạp ngã Oh Joo-hyung, đối phương còn muốn lập lại chiêu cũ, làm ra vẻ phát cuồng. C-bom chẳng hề sợ bộ dạng này, đạp bằng mọi phiền phức. Cô đến bên cạnh Ji Hyun, liên tục thì thầm, chúng ta phải ở bên nhau mãi mãi. Kết quả kỳ tích đã xuất hiện, Ji Hyun đang trong trạng thái phát cuồng khôi phục bình thường, C-bom vui tới mức không kìm được ôm anh thật chặt. Cùng lúc đó, Trung tá Han dẫn một đội quân tới khu chung cư, anh ấy không bị cấp trên khiển trách. Thông qua mô tả của Seo-jun, Han Tae-seop chắc chắn vẫn còn một người mang kháng thể khác ở trong khu chung cư. Thế là anh ấy có cơ hội lập công chuộc tội. Lúc này cả gia đình Dong Hyun đang xem TV vô cùng vui vẻ. Đột nhiên một đội lính sinh hóa xông vào, ông lão lạc quan không hề sợ hãi, thay vào đó là tiếng hét, chúng ta được cứu rồi.
Anh trai Huyên Khương cũng bị mấy người khiêng ra, Trung tá Han nhìn vết thương chắc chắn trong người anh ấy có kháng thể. Người không hoan nghênh quân đội chính là vợ chồng Go Se-kyu, bởi điều này có nghĩa là giấc mơ giàu sang của họ sắp tan thành mây khói. Se-bom và Ji-hyun đưa Oh Joo-hyun, Oh Jun-ok lên tầng thượng và sắp xếp họ ở trên đó. Nhờ tới thi thể của Kim Se-hun vẫn chưa được đưa ra ngoài, ít nhất cũng phải để trong phòng của anh ta mới được. Nhưng khi anh mở cửa nhà Kim Se-hun ra, Andrew biến mất đã lâu đột nhiên bước ra với khẩu súng lục trên tay. Đương nhiên Ji-hyun không để bản thân bị chi phối vật lộn với đối phương. Se-bom ở cách đó không xa nghe được tiếng súng thì vội chạy tới. Cô thấy Ji-hyun bị trúng đạn khuỵu xuống, còn tên Andrew thì đang cầm súng chĩa vào đầu anh. Se-bom đưa ra một quyết định táo bạo, cô dùng súng bắn vào tay mình, sau đó dùng sức lắc mạnh để máu chảy ra. Andrew nhìn thấy máu lập tức phát cuồng lao về phía Se-bom, đột nhiên tiếng súng vang lên, anh ta ngã gục xuống đất. Là Ji-hyun ở phía sau đã nổ súng, có điều sau đó anh cũng nhắm hai mắt lại, Se-bom không thể chấp nhận kết quả này, ôm chặt anh gào khóc. Chuyển cảnh Oh Joo-hyun và Oh Jun-ok ngồi vào vị trí của bị cáo, trả giá cho tội ác của mình. Đồng nghiệp của Se-bom dũng cảm chống chọi, tuy vẫn ở trong khu cách ly nhưng các triệu chứng phát cuồng rõ ràng đã được cải thiện. Tại thời điểm này, khu chung cư đã khôi phục lại như trước. Seo-jun vui vẻ chạy tới bên cạnh Se-bom nói không ngừng. Sau đó Ji-hyun xuất hiện, hóa ra ngày đó anh không chết. Hai người ôm nhau, hạnh phúc dạo bước trên con đường trong khu chung cư. 그래서 지금 행복해? 그럼, 너랑 있으면. Hóa ra hạnh phúc thật đơn giản. Trên đây là toàn bộ nội dung của bộ phim Chung cư có độc. Câu hỏi như thường lệ, các bạn thấy bộ phim này có hay không? Trên thang điểm 10, các bạn đánh giá bộ phim được mấy điểm? Hãy gửi câu trả lời ở dưới phần bình luận cho bọn mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!